chương 3400, Bạch Sa, chữ nhà đầu, Hồ Thiên bảo chúng ta không có kẻ nhát gan. Hôm nay chúng ta nhất định cứu ngươi ra ngoài, yên tâm, yên tâm, cao thủ của chúng ta còn chưa ra mà. Đám Hồ Thiên bảo thi nhau lên tiếng, không chút kinh hoàng. Bọn họ tự tin là vì có rắn trắng, đã tu đến thăng nguyên cảnh đại viên mãn. Rắn trắng có huyết mạch chân long, sức chiến đấu có thể nghiền áp tất cả cùng đẳng cấp. Lăng Hàn ngồi một bên nhấm nháp rượu, không hề muốn xen vào. Tu vi của Lăng Hàn quá cao, loại xung đột này ở trong mắt hắn như con nít đánh nhau, không thể khiến hắn rung động. Lăng Hàn muốn nhìn xem khi nào Ninh Hải Tâm mới nhớ ra cầu cứu hắn. Thiếu nữ này có khả năng thân thiết mạnh đến mức nào. Bên kia thanh thiên tông đã lao lên, tất cả thang nguyên cảnh cùng tấn công các yêu thú hổ thiên bảo. 11 người bao gồm Ninh Đạo Lan đều phát ra sát khí. Thừa dịp Bạch Xà chưa xuất hiện giải quyết hết thang nguyên cảnh chỗ này, sau đó mọi người vây công Bạch Xà không tin 11 người, người liên hợp mà không bắt được một con rắn tinh. Đại chiến bắt đầu, quả nhiên yêu thú phe hồ thiên bảo liền rơi vào thế yếu, dù đông người nhưng chỉ có 7 thăng nguyên cảnh, về số lượng đã thua thanh thiên tông xa lắc. Nói đến sức cá nhân thì ninh đạo lan thăng nguyên cảnh đại viên mãn nghiền áp tất cả. Nên đây là cuộc chiến thực lực cách xa, tin tưởng không lâu sau sẽ phân ra thắng thua. Đám khách quý rất ngạc nhiên, không lẽ đám yêu hồ thiên bảo luôn làm thanh thiên tông nhức đầu hôm nay bị giải quyết hoàn toàn sao? nếu đúng vậy thì sẽ là việc vui lớn cho Thanh Thiên Tông. Ai không biết Hồ Thiên Bảo có các loại thiên tài địa bảo, chỉ vì có chúng yêu tỏa chấn nên mỗi năm Thanh Thiên Tông chỉ được chút xíu. Chợt một tiếng hử lạnh lùng vang lên, hừ, một bóng trắng xuất hiện, tựa như thiên long vụt qua bầu trời, toát ra sức uy hiếp kinh người. Mọi người đều ngừng lại, ngước đầu lên, có con bạch xà to lớn dài vạn trượt, đầu mọc hai cái sừng nhỏ, dưới bụng mọc bốn chân. Có người run rẩy nói, đây là, chân long sao, áp lực quá lớn như có một vị tiên vương giáng lâm không còn khá nhỏ chỉ có ba móng chỉ gọi là dao chứ không phải chân long nhưng cách chân long đã không xa cường giả thanh thiên tông thì biết đây là bạch xà trong hồ thiên bảo con bạch xà này rất mạnh có huyết mạch chân long tương lai rất có thể trở thành tiên vương nếu không phải vì bạch xà thì hồ thiên bảo sớm thành tài sản riêng của thanh thiên tông giờ bạch xà xuất hiện toát ra uy áp vô tận Tuy Ninh Đạo Lan đã có quyết tâm trở mặt với bảy yêu hồ thiên bảo, nhưng thấy Bạch Xà xuất hiện vẫn làm lòng gã dao động. Bạch Tiên Tử, Ninh Đạo Lan từng đánh nhau với Bạch Xà và thua thảm. Nếu không phải Bạch Xà lo tu luyện, hy vọng yên tịnh thì Thanh Thiên Tông căn bản không thể nào chiếm cứ hồ thiên bảo. Giờ lại đối diện Bạch Xà, trong lòng Ninh Đạo Lan dâng lên bóng ma. Bạch Xà lắc người biến mất khỏi bầu trời, hóa thành mỹ nhân váy trắng, ngược to mông vêu, eo nhỏ một bàn tay ôm hết, xứng với câu thân hình như rắn nước. Bạch Sa nhìn Ninh Đạo Lan, hé môi son, "Ta muốn mang nữ nhi của ngươi đi, có ý kiến gì không?" Câu này tràn đầy bá khí, Ninh Đạo Lan đã bị át khí thế, bản năng muốn lắc đầu nhưng gã vội kiềm chế nỗi lòng dao động. "Bạch tiên tử, nữ nhi của ta sớm quyết định gả cho Lục Thế Huynh, hắn là nhi tử của An Đằng Tiên Vương." Ninh Đạo Lan lôi Tiên Vương ra đè Bạch Sa, "Dù ngươi lợi hại có thể nghiền áp cùng giai, nhưng đối diện một vị Tiên Vương thì ngươi có thể gây sóng gió gì?" Bạch Sa không dao động, Ngóc ninh hải tâm đến đây làm sao ninh hải tâm đến được nàng đã bị ninh đạo lan trói buộc bạch sa làm hành động này là cố ý cho ninh đạo lan xem đang ép gã có chịu thả người không lục dương không ngồi yên con rắn nhỏ tầm thường cũng dám ngông nghinh mợ nó các ngươi còn cho ta cưới vợ không người này nối tiếp người kia nhảy ra chơi vui không gã là nhi tử của tiên vương ai dám chọc vào tiên vương bạch sa sát phạt quyết đoán không nói một tiếng trực tiếp đánh lục dương Hư, ầm, um, kinh lực cuồn cuộn, ảo ảnh rắn to màu trắng ngoe nguẩy. Ninh Đạo Lan vội ra tay, nếu Lục Dương bị gì tại đây thì gã khó chối bỏ trách nhiệm, khi đó biết ăn nói sao với An Đằng Tiên Vương. Bùm, hai kinh lực va chạm hình thành cơn bão trùng kích bốn phương tám hướng. Trong phút chốc mọi người vội vàng né tránh, sợ bị lan đến, có thể sẽ là họa sát thân. Bùm 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 bùm, kinh lực nghiền áp, lấy đường vốn đã tan hoang giờ thành đống phế tích. Mặt Ninh Đạo Lan đỏ rực, gã đã đánh tan đòn công kích nhưng bị phản chấn người sắp nứt ra ninh đạo lan hoảng sợ bao nhiêu năm qua thực lực của gã tiến bộ bước dài tuy bạch xà chưa bước vào tiên vương cảnh nhưng cách biệt giữa hai người chẳng những không thu nhỏ ngược lại mở rộng chỉ một kích đã làm người ninh đạo lan đau nhức sắp nứt xương bạch xà hư một tiếng lại vỗ trưởng ầm ảo ảnh rắn to lại hiện ra cả người ninh đạo lan khó chịu nhưng buộc lòng lần nữa đón đỡ thay cho lục dương bùm 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 bạch xà liên tục vỗ 10 trưởng Ninh Đạo Lan đánh tan hết, nhưng biểu tình cực kỳ khó xem, hơi thở vô cùng hỗn loạn. Ninh Đạo Lan đã không còn sức ra tay nữa, không thì cơ thể sẽ trước tiên vỡ ra. Bạch Sa không chút do dự tiếp tục vỗ cửa ổng, một trường này nàng muốn mạng của Lục Dương. Lục Dương hét to, "Nhạc phụ mau cứu ta." Trường ập đến, Lục Dương không có khả năng ngăn cản. Ninh Đạo Lan muốn ra tay nhưng bất lực, gã không thể nào vứt luôn mạng sống của mình đi. Ầm, um, trường ấn ập đến, mắt thấy Lục Dương sắp chết bỗng một bàn tay từ đâu vươn tới đỡ trưởng của bạch xa có tiếng thở dài ai khuyển tử đã đắc tội cái gì mà ngươi xuống tay ác vậy chân trời rực ánh sáng một người bước đến ánh sáng sặc sỡ quấn quanh người tựa như chúa tể trong thiên địa cao cao tại thượng chúng sinh đều phải quỳ trước mặt gã tiên vương lục dương vui vẻ reo lên phụ thân gã làm rùa nửa ngày bị người mắng xấu xí bị người đánh không ai xem gã ra cái đinh gì bất đắc dĩ gã không làm gì họ được giờ thì tốt rồi phụ thân xuất hiện tuy an đằng chỉ là tiên vương nhất trọng thiên nhưng ở trước mặt tiên vương thì thăng nguyên cảnh có là gì bạch xà lộ vẻ nghiêm túc nàng không ngờ an đằng tiên vương tự mình đến đây hiện tại nên làm gì chương 3401, giúp ta ầm um, an đằng tiên vương chộp hướng bạch xà bạch xà sẽ không đứng im cho người ta bắt lập tức hóa thành nguyên hình thân thể dài vạn trượng có lực lượng vô cùng cuối một cái có thể khiến núi cao tan vỡ đất sụp xuống nhưng dù thăng nguyên cảnh có các loại thủ đoạn thì được ích gì trước mặt tiên vương. An đằng tiên vương đánh ra bàn tay to phóng lớn vô hạn, dài trăm vạn trượng. Bàn tay to lớn ập xuống, bạch xa bị chân áp chặt chẽ dưới núi không thể nhúc nhích. Lực lượng so sánh quá tranh lệch, ở trước mặt tiên vương thì thăng nguyên cảnh không chịu nổi một kích. Chỉ một trường mạnh như bạch xà bỗng thành tù nhân, đây chính là tiên vương, cao cao tại thượng, chỉ có thể quỳ lại. Lục dương la lớn, giết đi, người giết ta đi, mới rồi suýt bị bạch xà giết làm lục dương ôm cục tức lục dương oán hận nhìn bạch xà chằm chằm xem bộ dạng hình người của ngươi không tệ bản thiếu ra không ngại chơi với ngươi câu này tràn ngập nhục nhã chẳng những bạch xà tức điên mà đám yêu thú trong hồ thiên bảo cũng gào rú ninh hải tâm tràn đầy tự trách nếu không phải vì cứu nàng làm sao các yêu rơi vào bước này thật ra dù đám bạch xà không đứng ra bênh vực ninh hải tâm thì an đằng tiên vương cũng sẽ quét sạch yêu thú hồ thiên bảo mục đích vì thiên tài địa bảo sinh trưởng trong hồ nếu không thì mắc mớ gì an đằng tiên vương chạy đến đây an đằng tiên vương có thể ngồi chờ ở lục gia dù sao sẽ bày thêm bữa tiệc ở đó an đằng tiên vương hỏi ai không phục giọng an đằng tiên vương nhẹ hắng nhưng mang theo uy nghiêm vô thượng khiến mỗi người trong lòng như đè tảng đá lớn vô cùng khó chịu đám yêu hồ thiên bảo muốn nói gì nhưng trước sức mạnh to lớn của tiên vương làm chúng không thể hé môi không phát ra thanh âm nào được an đằng tiên vương thản nhiên nói chỉ một cái yêu thú nho nhỏ cũng dám cản rỡ trước mặt bổn thoạc bốp một con yêu thú nổ tung an đằng tiên vương lại chỉ một cái phô chi một con yêu thú nữa nổ thành huyết phú ngu xuẩn an đằng tiên vương nói một câu là điểm một cái oanh sát một con yêu thú yêu thú nào cũng bị một kích tiêu diệt rất yếu ớt đám yêu thú rốt cuộc có thể phát ra tiếng nhưng bất lực gầm giống không thể thay đổi vận mệnh của chúng an đằng tiên vương lạnh lùng hỏi các ngươi không phục không đợi câu trả lời An Đằng Tiên Vương tiếp tục chỉ một cái oanh sát các yêu. Không phục thì sao, trước thực lực tuyệt đối thì các ngươi chỉ là cặn bã. Chỉ vài giây đã có hơn 30 con yêu thú chết dưới tay An Đằng Tiên Vương. Ninh Hải Tâm hét lên, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, xin hãy thả họ đi, ta, gả, An Đằng Tiên Vương vờ như không nghe, gã đường đường là Tiên Vương sao có thể giao dịch với một trảm trần cảnh nho nhỏ. Trước mặt gã thì bất cứ ai chỉ có thể nghe lệch, làm gì có tư cách trả giá phục, an đằng tiên vương búng tay, lại một con yêu thú hóa thành huyết vũ. Ninh Hải tâm thầm hét trong lòng, ai đến giúp ta, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể cứu mọi người thì ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Ninh Hải tâm mờ mịt nhìn quanh, chợt thấy một người khó tin. Đó là thanh niên được nàng cứu từ Hồ Thiên Bảo, hắn ngồi uống rượu bên cạnh phế tích. Mọi thứ nơi đây thành đống hoang tàn, nhưng trước mặt hắn đặt một cái bàn, mông ngồi lên một cái ghế. Hắn nhàn nhã nhâm nhi như đứng ngoài sự đời. Cảnh tượng quỷ dị này nên khiến người ngạc nhiên, nhưng dường như mọi người không thấy hắn, không ai nhìn hắn cái nào. Ninh Hải Tâm chợt nhớ lời Lăng Hàn từng nói, động ý niệm. Ninh Hải Tâm hỏi Lăng Hàn, ngươi, có thể giúp ta không? Nhưng Ninh Hải Tâm đã hét bể giọng, thanh âm nhỏ xíu không thể tuyền đi. Ai ngờ thanh niên như nghe thấy, gật đầu dịu dàng nói. Đương nhiên, Lăng Hàn đứng dậy, lắc đầu, rốt cuộc hắn vẫn ra tay, hắn vốn không định lộ mặt, Lăng Hàn bước chậm đến gần Ninh Hải Tâm, hỏi, nàng muốn ta giúp thế nào? Ủa, đột nhiên trông thấy một thanh niên bước ra đi hướng Ninh Hải Tâm, nói chuyện với nàng làm mọi người thấy lạ. Sao còn có người không sợ chết đứng ra, không thấy bầy yêu hồ thiên bảo vì Ninh Hải Tâm mà bị tàn sát thê thảm? Người muốn chết sao? Đám người không biết Lăng Hàn nhưng yêu thú hồ thiên bảo thấy hắn xuất hiện thì rất kích động. Chúng nó chưa thấy thực lực của Lăng Hàn bao giờ, nhưng nhờ có hắn mới mở ra linh trí, mơ hồ cảm ứng lực lượng như biển rộng của hắn ở trong lòng chúng nó lăng hàn là đồ đằng là vị thần thần của chúng đến cứu chúng nó vô cùng kích động rơi lệ như mưa ninh tu vĩ nhảy ra quát ngươi là thứ gì mà dám lắm chuyện ninh tu vĩ rất tức giận nơi này là thanh thiên tông sao ai cũng xem như cái chợ muốn tới thì tới muốn nói gì thì nói lăng hàn liếc ninh tu vĩ một cái tùy ý điểm một chỉ bùm ninh tu vĩ nổ nát thành mưa máu mọi người thấy cảnh này đều giật mình Đệt, vừa rồi An Đằng Tiên Vương chỉ một người diệt một, giết người như ngoé Bây giờ Lăng Hàn cũng một chỉ giết Ninh Tu Vĩ, đang khiêu khích An Đằng Tiên Vương sao? Còn người An Đằng Tiên Vương có rút nhìn Lăng Hàn, Ninh Đạo Lan ngây người sau đó tức giận quát. Khốn, khốn kiếp, Ninh Đạo Lan quan tâm nhất là hai nhi tử, gửi gắm rất nhiều hy vọng. Bây giờ nhi tử chết thảm dưới tay Lăng Hàn, hỏi Ninh Đạo Lan không biên lên. Ninh Tu Hoành giống to lao hướng Lăng Hàn, trả mạng nhị đệ lại cho ta. Ninh Đạo Lan vội lao theo. Tu hoành, thực lực của Lăng Hàn sâu không lường được, Ninh Đạo Lan không hy vọng nhị tử còn lại cũng chết. Lăng Hàn duỗi ngón tay ấn một cái. Phục, Ninh Tu hoành thành mưa máu, dù Ninh Đạo Lan ra tay nhưng có thể ngăn nổi một vị thiên tôn không? Ninh Đạo Lan hộc máu, không phải bị Lăng Hàn tổn thương mà là tức dồn máu não. Ngươi, 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 hai nhi tử mất hết, gã hận, hận không thể tả xiết, Ninh Đạo Lan trừng Ninh Hải Tâm, giết gào, nhiệt nữ, ngươi vừa lòng. Ninh Hải Tâm không biết nên nói cái gì, đây là phụ thân của nàng sao? Tự tay đẩy nàng vào hố lửa không chút xót thương, hai huynh trưởng bị giết lại đau lòng đến mức đó. Đối lập làm Ninh Hải Tâm càng đau lòng, An Đằng Tiên Vương hỏi, đạo hữu xưng hô thế nào? An Đằng Tiên Vương không ra tay vì Lăng Hàn phất lờ Ninh Đạo Lan công kích. Mặc dù chỉ là thăng nguyên cảnh công kích, An Đằng Tiên Vương cũng có thể lờ đi, nhưng để làm được điều này thì chỉ có một khả năng, đối phương là Tiên Vương chương 3402, thu đồ đệ, An Đằng chỉ là nhất trọng thiên, nếu Lăng Hàn là tiên vương thì ngang hàng với gã, nên gã phải thận trọng. Lăng Hàn như không thấy gì, ấn chỉ hướng Ninh Đạo Lan. Ninh Hải Tâm không nói nên lời cầu giúp kiểu gì thì Lăng Hàn sẽ làm theo cách của hắn. Ninh Đạo Lan chỉ kịp hết một tiếng. Không, buộc, Ninh Đạo Lan thành mưa máu. Lăng Hàn xoay người lại nhìn hướng Lục Dương. An Đằng biến sắc mặt kêu lên. Đạo hữu người muốn giết Ninh ra không sao hết, cứ việc giết, vì an đằng tiên vương chỉ vừa mắt tiểu cô nương ninh ra kia. Nhưng Lục Dương là nhi tử ruột của gã, Lăng Hàn không thèm nhìn an đằng tiên vương, lại chỉ một cái. An đằng tiên vương vội ngăn cản, dừng tay, nhưng khi lực lượng của an đằng tiên vương đụng vào Lăng Hàn thì bị đánh bật về. An đằng tiên vương hoảng sợ, đối phương là tiên vương mấy trọng thiên mà sức chiến đấu khủng thế. Bụp, lẽ tất nhiên Lục Dương cũng bị một chỉ oanh sát, toàn trường xôn xao tuy trước đó lăng hàn nhiều lần thành côn nhưng ninh đạo lan chỉ là thang nguyên cảnh giờ thì khác an đằng tiên vương ra tay mà không thể ngăn cản lăng hàn giết người hắn mạnh đến mức độ nào tiêu đời đời an đằng tiên vương giã tàn đạp phải đinh cứng vậy an đằng tiên vương hút ngụm khí lạnh nỗi đau mất nghi tử làm gã hận muốn giết người nhưng dứt khoát co cẳng chạy trốn thật nhanh đối phương ít nhất là tiên vương tam trọng thiên cách biệt thực lực quá lớn ở lại chỉ có đường chết lăng hàn chỉ một cái Bụp, an đằng tiên vương từ trên trời rớt xuống, hơi thở giảm mạnh. Tu vi tiên vương bị chém xuống còn thăng nguyên cảnh, không chết. Mọi người ngạc nhiên vì lăng hàn không giết an đằng. Đừng nói là hắn không giết nổi, một chỉ chém tiên vương cảnh của đối phương, chiều này khó còn hơn giết an đằng. Nhưng tại sao lăng hàn bỏ dễ đi làm chuyện khó? Lăng hàn liếc bạch sa, không nói chuyện. Bạch sa hết bị kiềm chết, nàng nhảy vọt lên. Bạch sa hiểu ý lăng hàn, nàng lao vào an đằng tiên vương. Lăng hàn cho nàng cơ hội trả thù bạch sa tức giận quát lão thất phu dám chiến một trận không bạch sa có huyết mạch chân long vô địch cùng đẳng cấp nhưng bị an đằng ỉ vào ưu thế cảnh giới chân áp làm nàng ôm cục tức đặc biệt nhi tử của an đằng muốn với bẩn nàng nhục nhã lớn biết bao lục dương đã chết nhưng an đằng còn sống thu nhi tử hãy để phụ thân trả bạch sa dài vạn trượng lao đến tỏa ra lực lượng đỉnh thăng nguyên cảnh an đằng tiên vương buộc phải chống đỡ vận dụng tất cả lực lượng trong người đánh hướng bạch sa Hai người lại đánh nhau, nhưng phen này An Đằng bị đánh bay ra ngoài. Chiến đấu cùng đẳng cấp thì An Đằng không bằng Bạch Xà. Bạch Xà hú dài nghe như rồng ngâm, bốn móng vuốt phát sáng đánh mạnh vào An Đằng. An Đằng vừa kinh vừa giận, gã là Tiên Vương, Bạch Xà mạnh hơn nữa thì sao? Không địch lại một đòn của gã, nhưng tu vi bị lang Hàn tước rất mảng lớn giờ tụt xuống thăng nguyên cảnh, đừng nói chân áp Bạch Xà, muốn đấu ngang tay cũng không thể. An Đằng không ngửa cổ chờ chết dù chỉ có một tia hy vọng gã cũng phải anh dũng chiến đấu đến cùng. Bùm 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 bùm, hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, An Đằng không uổng là tiên vương, tuy bây giờ tu vi rất xuống nhưng các loại diệu pháp quen tay đánh ra, cản lại các đợt công kích của Bạch Sa. Bạch Sa thì càng đánh càng giữ, giận dữ tích lũy nhiều hóa thành chiến ý vô tận. Bạch Sa gầm gừ rồng ngâm, bốn chân ngưng tụ đoàn sáng càng lúc càng rực rỡ. Khi sáng đến cực hạn đoàn sáng chợt vụt tắt, bốn chân mọc ra móng vuốt nhỏ. Bạch xà rên dỉ dường như đau lại như hưng phấn, phải dụng, móng ra nứt ra, bốn chân của bạch xà mọc ra móng vuốt mới. Bốn móng, ba móng là dao, bốn móng là rồng, không chỉ thế, sừng trên đầu bạch xà dài một khúc còn sinh nhánh. Đây là sừng rồng, vải trên người nàng thay đổi, từ màu trắng đổi thành xanh nhạt. Bị An Đằng chèn ép cộng cơn giận khiến bạch xà bước ra một bước then chốt thành tựu chân long. Bạch xà còn có không gian tiến bộ, cùng với huyết mạch thuần hóa Tu vi tăng cao, có thể trở thành rồng vàng năm móng. Ầm, um, thiên kiếp giáng xuống. Sau khi tiến hóa thành chân long tu vi của bạch xà vọt lên tiên vương. Bạch xà vừa đỡ thiên kiếp vừa liên tục oanh kích an đằng. Bạch xà đang vượt cảnh giới, tiên vương đánh thăng nguyên cảnh như phụ thân đánh nhi tử, nhẹ nhàng ra vui vẻ, không tốn sức chút nào. Rất nhanh an đằng toàn thân đẫm máu, thê thảm. Những người có mặt giật mình, ai mà ngờ chiến đấu sẽ có biến đổi như vậy? Tiên vương thành thăng nguyên cảnh, thăng nguyên thì thành tiên vương hoàn toàn trao đổi. Ánh mắt họ tràn ngập kính sợ nhìn bạch xà, khi nhìn hướng lăng hàn thì như chiêm ngưỡng thần linh. Tiên vương thì sao, hắn chỉ một cái là tước rớt, lăng hàn chộp một cái, vô số huyết quang ngưng tụ, thành các hình người. Lại yêu thú hồ thiên bảo lúc trước bị an đằng tiên vương oanh sát, tất cả sống lại. Nghịch thiên cướp mạng, đây là thủ đoạn của thiên tôn. Đùng, trong thiên địa vang tiếng sấm giận, kỵ nhất là đảo ngược sống chết, dẫn đến thiên địa tức giận dáng kia chớp vô tận vào lăng hàn và các yêu thú lăng hàn ấn nhẹ tia chớp đầy trời tan biến chỉ là vị diện trung đẳng sao có thể đấu với hắn các yêu thú quỳ xuống cực kỳ kích động nói đại nhân lúc trước bọn chúng hơi trách móc nhưng lăng hàn đã diệt ninh ra lại chém tu vi của an đằng tiên vương hỗ trợ bạch xà báo thù giờ sống lại đồng bạn đã chết của chúng đây là thần trong ánh mắt khó tả của mọi người lăng hàn đến bên cạnh ninh hải tâm vươn tay nói đi theo ta không đợi ninh hải tâm trả lời lăng hàn đã xoay người đi Ninh Hải Tâm ngẩn ra, vội đuổi theo. Rõ ràng hai người không đi nhanh nhưng một bước vượt ngàn vạn dặm, chỉ vài bước họ đã biến mất. Đây là tiên pháp gì? Nữ nhân Ninh ra rõ ràng chỉ là chảm chân, làm sao có thể mấy bước đã biến mất? Chắc là thủ đoạn của nam nhân đó. Quá kinh người, tự mình đi như bay thì thôi đi còn khiến người khác cũng được vậy, phải là tiên vương mấy trọng thiên mới làm được. Mọi người vô cùng cảm khái nghiền ngẫm thực lực của Lăng Hàn. Lăng Hàn bước nhanh đi tới, chỉ vài bước hắn đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cao, muôn vàn giải sáng an lành chiếu trên người hắn, tỏa sáng khó tả. Ninh Hải tâm lại, tiền bối, Lăng Hàn gật đầu nói, từ hôm nay ngươi là đệ tử của ta, Ninh Hải tâm ngẩn ngơ sau đó vội vàng dập đầu, đệ tử Ninh Hải tâm bái kiến sư tôn, chương 3403, phát hiện, Lăng Hàn nhận Ninh Hải tâm ba quỷ chín lệch, sau đó nâng hờ nàng. Vì sư tên Lăng Hàn, trước tiên truyền cho ngươi bất diệt thiên kinh, lăng hàn chỉ vào chán truyền bất diệt thiên kinh cho đồ đệ mới tại sao thu ninh hải tâm làm đồ đệ tư chất của nàng không quá xuất sắc không thì sớm được ninh đạo lan chú trọng bồi dưỡng nhưng ninh hải tâm bẩm sinh có năng lực thân thiết khiến người muốn đối xử tốt với nàng điều này gợi lên hứng thú của lăng hàn hắn muốn biết nguyên nhân bởi vì lăng hàn cũng bị ảnh hưởng năng lực thân thiết này rất kinh người ninh hải tâm tu luyện tại đây lăng hàn thì cảm mộ núi sông hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề kia là lực lượng gì hạn chế vị diện. Thời gian trôi đi nhanh, tu vi của Ninh Hải Tâm vững bước tăng tiến từ từ. Thiên phú võ đạo của Ninh Hải Tâm thật sự không xuất sắc gì, nếu đổi lại là Phù Thiên Hành thì 10 vạn năm đủ để gã bước vào Tiên Vương, Ninh Hải Tâm mới chỉ đến nhị trạm. Đúng vậy, 10 vạn năm nàng chỉ bước ra một bước. Nhưng Ninh Hải Tâm có điểm đặc biệt, Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu đồ đệ mới của mình, tại sao Ninh Hải Tâm có năng lực thân thiết mạnh vậy. Trong khi Ninh Hải Tâm tu luyện, Lăng Hàn phân tích đệ tử này, với thực lực của hắn tất nhiên không làm Ninh Hải Tâm phát hiện có gì khác lạ. Nhiều năm đã qua lẽ Tất Nhiên Lăng Hàn có điều phát hiện, nhưng phát hiện này gần bằng không. Vì Lăng Hàn phát hiện sâu trong thức hải của Ninh Hải Tâm có một đốm sáng, không chút bắt mắt, hắn mất rất lâu mới tìm ra. Đốm sáng rất yếu ớt, nếu Lăng Hàn cưỡng ép mở ra là nó vỡ nát ngay. Có lẽ điều này sẽ không tổn thương Ninh Hải Tâm nhưng đốm sáng hình như là then chốt để có có năng lực thân thiết đó, Lăng Hàn sẽ không hành động lỗ mãng quan trọng hơn là cùng với tu vi của ninh hải tâm tăng lên thì đốm sáng cũng tăng trưởng lăng hàn phát hiện năng lực thân thiết cũng tăng tiến lăng hàn lấy mình ra làm tham khảo phát hiện ninh hải tâm ảnh hưởng hắn lại sâu hơn đương nhiên tiến bộ rất nhỏ bé lăng hàn bị ảnh hưởng có chút xíu hầu như bằng không nhưng khiến một thiên tôn tu vi ngũ bộ sức chiến đấu thất bộ bị ảnh hưởng là khái niệm gì lăng hàn rất tò mò hắn quyết định bồi dưỡng ninh hải tâm đàng hoàng chờ tu vi của nàng lên cao thêm chút đốm sáng sẽ biến lớn dường như trưởng thành khỏe mạnh, có lẽ sẽ thăm dò được nhiều bí mật hơn. Mười vạn năm qua đi, Lăng Hàn tin tưởng các phân thân của hắn đã sửa xong vị diện, đến lúc trở lại rồi. Lăng Hàn nhẹ giọng nói, đi thôi, Ninh Hải Tâm khom người nói. Vâng thưa sư phụ, tu luyện với Lăng Hàn nhiều năm Ninh Hải Tâm càng hiểu rõ hơn sư phụ sâu không lường được. Nói ra thì dù Lăng Hàn cứu Ninh Hải Tâm khỏi bể khổ nhưng đã giết phụ thân, là kẻ thù giết huynh của nàng, nhưng ninh hải tâm chỉ có ngưỡng mộ tôn kính lăng hàn không có chút căm hận lăng hàn xòe tay ra cưỡng ép kết nối không gian hồ thiên bảo với nơi này hình thành đường hầm không gian hai người chỉ đi một bước đã đến bên trên hồ thiên bảo có yêu thú bay ra ngay ai đó trông thấy lăng hàn ninh hải tâm thì yêu thú biểu tình kích động vội vàng quỳ gối cung kính dập đầu lăng hàn phất tay nói đứng lên đi yêu thú cung kính nói tuân lệnh đại nhân yêu thú là con rùa quy hậu Lăng Hàn muốn thu về phân thân của mình thì phải đến tiết điểm Hồ Thiên Bảo, vì vị diện và hư không đối ứng với nhau, hắn xé hư không ở nơi khác không biết sẽ chạy đi đâu. Lăng Hàn không nói nữa, hắn xé không gian, năng lượng hư không dâng lên làm trời xanh biến sắc. Bão năng lượng hư không cao nhất có thể đạt tới uy lực lục bộ, đây chẳng qua là một vị diện trung đẳng, mạnh nhất chỉ tương đương với hơn 10 tứ bộ, làm sao chịu nổi bão hư không. Nhưng trong thiên địa còn có một loại lực lượng vượt trên quy tắc không gian này nứt ra rồi nhanh chóng phục hồi, không cho bão năng lượng tiếp tục tàn phá. Lăng Hàn khẽ nói, trở về đi, vù 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 vù, các bóng người bay ra lao vào hắn, dung hợp vào cơ thể Lăng Hàn. Bùm, lực lượng của Lăng Hàn tăng vọt vô hạn, khí thế tăng vùn vụt. Nguyên hồ thiên bảo sôi trào, như sắp bốc hơi hết giọt nước. Các yêu thú bay ra, thấy Lăng Hàn liền cung kính quỷ gối. Tâm linh chúng nó run rẩy, sức mạnh to lớn như vậy thật là quá đáng sợ chốc lát sau tất cả phân thân đều trở về, Lăng Hàn nhắm mắt cảm ứng, lộ nụ cười. Rất tốt, các vị diện đều chữa lành, sức chiến đấu của hắn phục hồi đến tốt nhất. Chỉ cần không gặp cuồng loạn thì dưới vòng trời này không ai có thể tổn thương một cọng lông của hắn. Lăng Hàn mở miệng hỏi, Hải Tâm, người còn có điều gì không nỡ buông không? Ninh Hải Tâm đáp ngay, đệ tử không có gì vấn vương. Lăng Hàn gật đầu nói, tốt, vậy vi sư mang người đi. Đại nhân, chợt một thiếu nữ áo trắng bay đi, quỳ xuống cách lăng hàn ba trượng. Tiểu tì muốn đi theo đại nhân, góp sức hèn. Đây là bạch xà, 10 vạn năm qua tu vi của nàng tiến thêm một bước đến nhị trọng thiên, tiến cảnh cực kỳ kinh người. Chắc là nhờ huyết mạch của nàng, thiên phú võ đạo của bạch xà không mạnh như vậy. Lăng hàn ngẫm nghĩ, nói, cũng được, sau này ngươi đi theo hải tâm, bảo vệ, chỉ điểm cho nàng ấy. Bạch xà mừng rỡ, vâng thưa chủ nhân, bạch xà vội quỳ xuống hành lễ với ninh hải tâm, bạch cơ kính chào thiếu chủ nhân. Ninh Hải Tâm luống cuống, Bạch Di, từ nhỏ đến lớn Bạch Di rất thương nàng, giờ quỳ trước mặt nàng gọi chủ nhân làm Ninh Hải Tâm khủng hoảng. Lăng Hàn phất tay, không sao, Lăng Hàn là một trong các thiên tôn mạnh nhất đệ tử, Ninh Hải Tâm làm đệ tử của hắn, đừng nói tiên vương nhị trọng thiên bình thường, tiên vương cửu trọng thiên làm phó tổng cũng bình thường, thiên tôn phải khách sáo. Nên bắt đầu từ lúc này nha đầu nên thích ứng chuyện đó. Ninh Hải Tâm nói, vâng thưa sư phụ, lũ yêu thú hâm mộ nhìn Bạch Sa, đi theo Lăng Hàn làm phó tổng, a à không, là làm phó tổng của Ninh Hải Tâm, nhưng Lăng Hàn là tồn tại thế nào? Dính dáng một chút xíu thôi là có tương lai vô cùng sáng lạn. Đáng tiếc bọn chúng không có lá gan mở miệng xin làm nô làm phó cho Lăng Hàn. Lăng Hàn chộp Ninh Hải Tâm, bạch xà Sa sau đó xé hư không, bắt đầu hành trình đi vị diện. Lăng Hàn không muốn quay về chiến trường vực ngoại, hắn bỏ ra chút thời gian đi đường vòng, nửa tháng sau lại xé rách hư không trở về, xuất hiện trên huyền mạc vị diện. Chương 3404, giật mình. Qua 9 ngày, Lăng Hàn về bên người thân, mọi người mừng rỡ reo lên. Lăng Hàn, Lăng Hàn hở chút biến mất mấy trăm vạn năm, luôn làm mọi người lo lắng. Lăng Hàn hỏi tình hình Lăng Phi phàm, may mắn tiểu tử này rất điệu thấp, không gặp rắc rối gì, đã thuận lợi vào tam bộ, giờ đang kịch chiến trong chiến trường vực ngoại. Lăng Hàn giới thiệu Ninh Hải Tâm, Bạch xa cho mọi người. Hắn không nhắc đến năng lực đặc biệt của Ninh Hải Tâm, chỉ nói sơ là mình thu đệ tử. Nói đến đệ tử làm lương của Lăng Hàn nhận ra nhiều năm rồi không chỉ điểm đàng hoàng cho mấy đồ đệ. Lăng Hàn đi gom đệ tử giải rác các góc, các vị diện lại một chỗ. Trần Thụy Tính, Vân Vĩnh Vọng, Khang Tu Nguyên, Giang Dược Phong, đây là bốn đệ tử kiếp trước Lăng Hàn Thu. Còn có Đinh Bình, Cửu Yêu, Phù Thiên Hành, Ninh Hải Tâm là đệ tử trong kiếp này, vừa lúc bốn với bốn. So sánh thì thiên phú võ đạo của bốn đồ đệ cũ rất yếu, đến sáng thế cảnh còn khó. Nhưng bốn người đến vị diện siêu cao đẳng, cộng thêm đan dược của Lăng Hàn đã đẩy cực hạn của họ rộng ra. Bốn đồ đệ cũ giờ thống nhất là tiên vương nhất trọng thiên, Lăng Hàn không đẩy họ lên cửu trọng thiên, để bọn họ tu luyện từng bước một, gặp cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Một lần được vượt xa tâm cảnh của bản thân không phải chuyện tốt, sẽ xảy ra vấn đề. Lăng Hàn muốn cho đám đệ tử tu tâm, sau này hắn đến thất bộ, lực lượng vị diện trong người đại thành không chừng có thể giúp họ tiến thêm một bước phá vỡ tiên vương trói buộc bước vào thiên tôn. Bốn đồ đệ mới thì thực lực không đồng đều, khác biệt rất lớn. Thành tựu cao nhất là Phù Thiên Hành, hiện đã là tứ bộ, chỉ kém hơn Lăng Hàn một cảnh giới. Thứ hai là Cửu Yêu, là Cửu Trọng Thiên Tiên Vương, nhưng ngày đột phá Thiên Tôn còn xa xăm tít mù, có lẽ suốt đời không hy vọng. Thứ ba là Đinh Bình, vừa mới bước vào, cũng khó thành tựu Thiên Tôn. Thứ bốn là Ninh Hải Tâm, mới chỉ đến nhị trảm, cách Tiên Vương xa thăm thẳm chứ nói gì Thiên Tôn. Từ từ tính đi, như Tiểu Thanh, Thạch Nhân, Miễn Tử, Lão Tham, lúc trước chúng dùng tiên vương đan mới vào tiên vương cũng cắt đứt khả năng tiến bộ trừ phi lăng hàn đến thất bộ tự thành vị diện có lẽ có thể thay đổi quy tắc khiến chúng nó tiếp tục tăng tiến chỉ điểm đồ đệ tu luyện xong lăng hàn lại làm phủi trưởng quầy lo thôi diễn vị diện cấp bậc hạ cao đẳng vị diện của hắn đã đến cực hạn cảnh giới lăng hàn chỉ cần thúc đẩy cảnh giới là tốc độ tăng vọt gấp vô số lần nên lăng hàn có rảnh đi thôi diễn vị diện cấp bậc hạ cao đẳng thời gian trôi nhanh trăm vạn năm qua đi Lăng Hàn thôi diễn ra ba miếng ký hiệu lục lưu. Lăng Hàn xuất quan một lần, chỉ điểm mọi người tu luyện rồi đi tìm ngõ Lý, mời gã đến cẩn thận tra xét Ninh Hải Tâm. Mắt ngõ Lý phát hiện ánh sáng xanh quét qua quét lại người Ninh Hải Tâm, làm nàng và bạch xà tặc lưỡi lấy làm lạ. Ngõ Lý thì thào, thú vị, Lăng Hàn kinh ngạc nói, kỳ lạ, người mà cũng nói thú vị, người đổi tính, ngõ Lý luôn lạnh lùng, cực kỳ bình tĩnh. Dù bị người đánh nát cũng sẽ lý trí hỏi, tại sao chứ không phải tức giận nhào lên đánh nhau. Nên bây giờ ngõ lý thì thào nói thú vị khiến Lăng Hàn thấy kỳ lạ. Ngõ lý liếc Lăng Hàn một cái, lạnh lùng nói. Đừng quấy dày công tác của ta. Đấy, đây là vị đại gia. Lăng Hàn đành khoanh tay trước ngực đứng một bên chờ. Ngõ lý rốt cuộc rừng quét hình, ngước lên nhìn đằng trước, đôi mắt không phát sáng nữa nhưng trong mắt màu trắng. Một thân thể người hình thành, nhìn đường cong nhấp nhô thì là phụ nữ. Ngõ lý chỉ vào một góc đầu hình nữ, nơi đó có một đốm sáng rực. Người nhìn nơi này xem. Lăng hàn gật đầu đây là não của ninh hải tâm trong thức hải của nàng có một đốm sáng chắc là nguồn gốc bí mật của nàng ngoã lý gật gù rất thú vị ngoã lý nhìn hướng lăng hàn ta từng thấy đốm sáng như vậy trong đầu của ngươi cái gì con ngươi lăng hàn có rút lộ vẻ kinh ngạc và rung động khó tả mắt ngoã lý lại phát ra ánh sáng trắng tạo ra một hình người khác đây là một nam nhân phần đầu cũng có một đốm sáng rực rỡ ngoã lý nói đây là tất cả hình ảnh tin tức ta quét hình lưu trữ khi lần đầu gặp ngươi. Phóng lớn ra xem, mắt ngõa lý lấp lóe tia sáng, hai thân thể biến mất, thay thế là một vật sáng. Đây là đốm sáng trong thức hải của Lăng Hàn, Ninh Hải Tâm không biết phóng to bao nhiêu lần biến thành mắt thường có thể trông thấy. Lăng Hàn cẩn thận so sánh, vẻ mặt càng kinh hoàng. Đúng thật, hai đốm sáng tuy hơi khác nhưng dường như có mối liên quan nào đó, như một cây kết trái, mối liên quan không cắt đứt được khiến lăng hàn ngạc nhiên hơn là hắn chưa từng phát hiện trong cơ thể của mình có đốm sáng như vậy hắn là ngũ bộ thiên tôn lăng hàn hỏi ninh hải tâm hải tâm ngươi có phát hiện trong thức hải của mình có đốm sáng không ninh hải tâm lắc đầu nói chưa bao giờ lăng hàn nói vậy bây giờ ngươi xem thử ninh hải tâm dùng thần thức nhìn quét thức hải rất nhanh nàng lắc đầu nói không có phát hiện gì a à, lăng hàn vươn tay chỉ một cái làm lại Lăng Hàn đưa thần thức qua dẫn dắt thần thức của Ninh Hải Tâm, rõ ràng hắn đã đụng vào đốm sáng đó nhưng nàng thì như không thấy gì, không một chút nào. Chẳng lẽ tự mình thì không cách nào phát hiện, Lăng Hàn kêu ngõ lý dẫn đường hắn tìm đốm sáng trong thức hải. Đến trình độ như Lăng Hàn nếu không chủ động mở ra thức hải thì ai có thể thăm dò vào được. Nhưng ngõ lý nói đốm sáng ở ngay đó vậy mà Lăng Hàn không thấy gì cả. Như Lăng Hàn suy đoán, người có đốm sáng không thể thấy đốm sáng. Lạ, thật là kỳ, đường đường là ngũ bộ thiên tôn mà không cách nào thấy rõ thứ ở trong thân thể của mình không biết sao lăng hàn chợt nhớ ý chí thế giới đời trước lâu thật lâu trước kia đời trước ý chí thế giới cuồng loạn lần lượt dở trò với hắn chỉ có hai cái đó có năng lực quỷ thần khó lường dù là lăng hàn bây giờ cũng không nhận ra ý chí thế giới hay cuồng loạn ý chí thế giới nói thì dễ nghe nhưng lăng hàn không tin nó nó che giấu rất nhiều suy xét đến đám sung viêm hành động quái lạ lăng hàn cho rằng ý chí thế giới có bí mật lớn thậm chí là âm mưu lớn. Lang Hàn nhức óc, cuồng loạn còn chưa giải quyết lại chạy ra một ý chí thế giới, tuy nó đã chết nhưng có thể tin tưởng sao? Không thể không đề phòng, chương 3405, ngoại tôn nữ, lòng Lăng Hàn gióng lên hồi chuông cảnh báo, nếu không phải tình cờ gặp Ninh Hải Tâm, nổi hứng thu nàng làm đệ tử, kêu ngõ lý lại đây thì hắn mãi mãi sẽ không phát hiện trong cơ thể mình còn có một vật như vậy. Lang Hàn gặn hỏi ngõ lý, ngươi đã biết từ lâu tại sao không nói cho ta? Ngõa Lý trợn trắng mắt, "Thứ nhất, ngươi không hỏi ta, thứ hai, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi, thứ ba, ta cũng không biết đây là cái gì, trước khi chưa rõ ràng tình huống mà nói cho ngươi biết thì trái với tính chính xác của ta." Đệt, Lăng Hàn câm nín, cái tên này còn rõng rạc cái lại. Nhưng Lăng Hàn ngạc nhiên nhất là biểu tình trên mặt Ngõ Lý, từ khi nào tên này biết trợn trắng mắt? Rất nhân tính hóa, Ngõ Lý luôn giữ hình người nhưng Lăng Hàn chưa bao giờ xem gã là con người mặt thì không biểu tình, chẳng có dao động tình cảm gì. Hôm nay tên này uống lộn thuốc, Lăng Hàn hỏi thẳng, có phải người uống lộn thuốc không? Ngõ Lý khinh thường nói, người mới uống lộn thuốc, Lăng Hàn càng ngạc nhiên hơn, tên này còn biết đấu võ mồm, biểu đạt xem nhẹ. Kỳ quặc quái gở, Lăng Hàn hỏi, người lại tiến hóa, Ngõ Lý nghiêm túc nói, ta diễn hóa ra hệ thống cảm xúc, ra là vậy, Lăng Hàn chợt nổi hứng nói. Hay người thử giao lưu với đại hắc cầu xem nếu ngõ lý học được cái tính đáng đánh của đại hắc cầu cộng thêm khuôn mặt nghiêm nghị thì sẽ như thế nào? Thú vị thật, Lăng Hàn tràn ngập mong đợi, tiễn ngõ lý đi rồi Lăng Hàn quyết định đặc biệt bồi dưỡng Ninh Hải Tâm, khiến đệ tử này nhanh chóng lớn lên. Lăng Hàn mang Ninh Hải Tâm đi khắp núi nước trong huyền mạc vị diện, bạch xà đi theo dốc lòng lo việc ăn uống của hắn, đa số thì đóng vai lão sư của Ninh Hải Tâm. Nói thật là Lăng Hàn không giỏi dạy người, thực lực mạnh và năng lực dạy dỗ là hai chuyện khác nhau. Biên quan hình như phục hồi bình tĩnh, không thấy năm người sung viêm bỏ gánh mặc kệ. Nhưng chiến sự tiền tuyến vẫn rất căng thẳng, cuồng loạn càng lúc càng mạnh mẽ, khiến chủ chiến trường liên tục lùi dần. Hiện giờ Lăng Hàn chưa thể nhúng tay vào chủ chiến trường, lúc trước chỉ đi một lúc mà hắn suýt bị oanh sát. Chiến trường phụ thì có bốn thiên kiêu tân khí hổ tỏa chấn, tuy không quá lạc quan nhưng tình huống tốt hơn chủ chiến trường nhiều. Vì vậy Lăng Hàn có đi cũng không giúp được gì, trừ phi hắn có thể thành tựu thất bộ. Lăng Hàn tranh thủ thời gian vừa huấn luyện đồ đệ vừa vùi đầu tu luyện, tranh thủ sớm đến đỉnh ngũ bộ, bước vào lục bộ. Nếu được vậy tin tưởng phòng ngự của Lăng Hàn sẽ mạnh gấp mấy lần, khi đối diện cuồng loạn không đến mức giống như bây giờ không chịu nổi một kích. Cuồng loạn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lăng Hàn tin tưởng cho cuồng loạn ăn thêm mấy vị diện không chừng lực lượng của nó có thể sánh bằng nguyên thế giới đánh ra một kích hùng hồn, đập nát cả thần hồn của thất bộ. Có lẽ suy xét đến an nguy của bản thân nên năm người xung viêm mới tích cực ngăn chặn cuồng loạn, vì liên quan chặt chẽ đến mạng sống của bọn họ. Rất nhanh 30 vạn năm trôi qua, quả nhiên Ninh Hải Tâm có tiến bộ, nhưng chỉ đến ngũ trảm, ngược lại Bạch Xà được Lăng Hàn chỉ điểm đã đến ngũ trọng thiên. 30 vạn năm vượt lên ba cảnh giới, rất kinh người. Nhìn lại Ninh Hải Tâm, người ta là tiên vương mà tiến bộ ba cảnh giới, còn nàng chỉ tiến bộ ba cấp bậc nhỏ trong trảm chân cảnh. So sánh thì tốc độ tu luyện của Ninh Hải Tâm chậm đến khó tin. Bạch Xà không biết nên nói cái gì. Ninh Hải Tâm được tài nguyên tu luyện nhiều hơn Bạch Xà gấp 10 lần, báu vật đủ cho tiên vương tiến bộ mấy bước vậy mà chỉ có chút xíu tác dụng. May mà bạch xà rất yêu thương Ninh Hải Tâm, nếu không đã oán thầm trong bụng tại sao lăng hàn thu, đổ đệ ngốc như vậy. Lại 10 vạn năm, Ninh Hải Tâm bước vào phân hồn. Lẽ ra chảm trần mất 10 vạn năm mới đi ra một bước, phân hồn ít nhất phải là 100 vạn năm mới bước ra bước khác. Nhưng khiến Lăng Hàn kinh ngạc là tốc độ của Ninh Hải Tâm không chậm lại, dường như đã chậm không tả nổi nên không có gì thay đổi. Mỗi bước Ninh Hải Tâm đi cực kỳ vững chắc, Lăng Hàn đã tìm vị diện mới sinh ra từ hai giới đụng chạm, chờ Ninh Hải Tâm bước vào cửu trọng thiên sẽ gieo trong người nàng. Đương nhiên nếu Ninh Hải Tâm có thể giống Lăng Hàn hái lực lượng vị diện sinh thành vị diện thì hắn rất vui lòng để nàng đi con đường này. 100 vạn năm, 200 vạn năm, 300 vạn năm, Ninh Hải Tâm vững bước vào tiên vương. Bạch Sa rất ngạc nhiên, vì nàng trở thành tiên vương cũng mất hơn 300 vạn năm, về tiến bộ Ninh Hải Tâm đã đuổi kịp nàng. Lăng Hàn luôn chú ý đốm sáng trong thức hải của Ninh Hải Tâm. Cảnh giới của nàng không ngừng tăng cao, đốm sáng dần biến lớn, thấy rõ ràng hơn. Bề mặt có nhiều vần sáng không ngừng biến đổi, dường như đang diễn hóa cái gì. Đoàn sáng không quá trói mắt nhưng rất mơ hồ. lang Hàn quyết định đợi khi thực lực của Ninh Hải tâm mạnh hơn chút nữa mới thăm dò bí mật của đoàn sáng, để bảo đảm không thương tổn đến nàng. Mỗi cách 10 vạn năm Ninh Hải Tâm sẽ tiến bộ một bậc. Tiên Vương chỉ có cửu trọng, nên chỉ 80 vạn năm sau Ninh Hải Tâm đã đến cửu trọng thiên bạch xà thì mới chỉ đến thất trọng thiên điều này làm nàng giật mình càng khâm phục ánh mắt của lăng hàn nhìn xem nên ninh hải tâm mới là đệ tử còn bạch xà chỉ có thể làm phó tòng sau khi ninh hải tâm bước vào đỉnh cửu trọng thiên thì lăng hàn mang nàng xuyên qua vị diệt định để nàng đi lại con đường của hắn lỡ như ninh hải tâm không đi con đường này được lăng hàn đã chuẩn bị hướng khác hắn sẽ trồng vị diện mới sinh vào trong cơ thể nàng tình cờ là lăng hy phù thiên hành đã có hậu đại sinh ra một tiểu công chúa Lăng Hàn mừng rỡ, quyết định chậm lại ngày đi. Lăng Hàn trở lại, muốn nhìn ngoại tôn nữ của mình. Tiểu nha đầu mới sinh ra đã có đường nét mỹ nhân tuyệt trần, tương lai sẽ là yêu tinh hỏa quốc ương dân. Tuy thực lực của Lăng Hàn gần như vô địch, lại là ngoại công, nhưng Lăng Hy, Phù Thiên Hành hay nhóm nữ hoàng, ngay cả phu phụ Lăng Đông Hành đều kiên quyết phản đối Lăng Hàn đặt tên cho tiểu nha đầu. Hết cách, chim muôn thú bên cạnh hắn đi, nào là tiểu thanh, tiểu thạch, tên kiểu gì vậy? Lang Hàn bị vô tình cướp mất quyền đặt tên, phản đối vô hiệu. Hắn có thể trấn áp hết người trong nhà sao? Cuối cùng tiểu nha đầu được đặt tên là Phù Tư Thần, nhũ danh thần thần. Chương 3406, bí ẩn sinh mệnh. Lang Hàn cáo kỉnh một lúc nhưng rất nhanh vui vẻ trở lại, ôm tiểu nha đầu không chịu buông. Tiểu thần thần kế thừa huyết mạch của phụ mẫu, vừa sinh ra đã là tiên vương, điểm khởi đầu cao kinh người, đường tu hành suôn sẻ, sau 100 năm nàng đã đến cửu trọng thiên nhanh như vậy không làm lăng hàn vui vẻ hắn cảm thấy tiểu nha đầu không đặt nền móng vững chắc nhiều cảnh giới không suy ngẫm sâu chưa kịp cảm nhận đã vèo cái nhảy lên chờ khi vào thiên tôn sẽ bộc phát ra di chứng nên lăng hàn quyết định mang tiểu thần thần cùng đi ninh hải tâm là vì trùng kích chuẩn thiên tôn thần thần thì lo luyện tâm có lăng hàn mang theo phù thiên hành lăng hy không có gì không yên tâm lăng hy cảnh cáo phụ thân nhớ không được dạy hư thần thần lăng hàn trợn trắng mắt trước kia nữ nhi ngoan biết bao còn bây giờ? Ai, Lăng Hàn mang hai nữ xuất phát, bắt đầu xuyên qua các vị diện. Khiến Lăng Hàn ngạc nhiên là rất nhanh Ninh Hải Tâm chứng minh rằng nàng không cách nào đi con đường cũ của Lăng Hàn, trong thân thể ẩn dưỡng lực lượng vị diện vô cùng. Kỳ lạ, Lăng Hàn bất đắc dĩ đành lấy ra vị diện đã chuẩn bị sẵn chồng vào người đệ tử. Lăng Hàn không trở về, tiếp tục mang theo hai nữ du lịch. Lần này đi ra vốn có hai mục đích, một là để Ninh Hải Tâm vào chuẩn thiên tôn, hai là cho tiểu thần thần luyện tâm nhà đầu này tu luyện quá nhanh cần đè ép chút không thể thẳng tiến thiên tôn ngay được thời gian trôi nhanh tiểu thần thần luyện tâm trong hồng trần tiểu thần thần vốn là tiểu công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay nhưng lang hàn cố ý tạo rắc rối cho nàng áp chế tu vi của nàng khiến nàng cảm nhận được lòng người hiểm ác đường đời hỗn loạn tiểu thần thần vừa giữ tấm lòng son vừa nhanh chóng trưởng thành tâm linh đã biết làm sao bảo vệ mình tốc độ tu luyện của ninh hải tâm không thể đè ép xuống sau 10 vạn năm nàng vững vàng vào chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn muốn mở ra không gian thứ hai trong đan điền của Ninh Hải Tâm, có thể chứa vị diện thứ hai. Nhưng Lăng Hàn ngạc nhiên vì không thể làm được, không phải vì Lăng Hàn không đủ năng lực mà là đan điền của Ninh Hải Tâm không thể mở ra không gian thứ hai. Nữ đệ tử này chứa nhiều bí ẩn, lúc này tiến cảnh của Ninh Hải Tâm chậm lại, dù sao nếu tiếp tục 10 vạn năm vượt một cảnh giới thì rất kinh khủng. Hai người làm bạn tiểu thần thần luyện tâm. Nhà đầu này tuy tu vi cao kinh khủng nhưng giống như lăng hy thân thể trưởng thành khá chậm bao nhiêu năm qua vẫn chỉ giữ bộ dạng năm 6 tuổi lăng hàn hy vọng nha đầu đầu lớn lên chậm chút nữa có thể hưởng thụ cuộc sống vô âu lo nhiều hơn đáng tiếc rằng tiên vương có tuổi thọ vô hạn tiểu nha đầu đã định trước sẽ lớn lên có cuộc đời dài vô cùng lúc này lăng hàn lại thấy mừng may mắn lăng hy tìm đến phù thiên hành nếu không một người cô đơn đi trên con đường sống mãi thì thật chán lại đi mấy chục vạn năm Lăng Hàn mang theo hai nữ trở lại huyền mạc vị diện. Lăng Hàn muốn cho tiểu thần thần đoàn tụ với phụ mẫu, vì nàng lớn lên chậm thế nào cũng sẽ lớn dần. Không thể để Lăng Hy, phù thiên hành vắng mặt sự trưởng thành của tiểu thần thần quá lâu. Lăng Hàn đã đặt nền móng cơ sở cực kỳ vững chắc cho tiểu thần thần, chuyện còn lại không cần hắn lo, Lăng Hy và phù thiên hành sẽ giải quyết. Lăng Hàn quyết định bồi dưỡng Ninh Hải Tâm thật tốt, có lẽ đây là đồ đệ cuối cùng của hắn. Lại qua 30 vạn năm, Ninh Hải Tâm vào thiên tôn vị lúc ở thanh thiên tông nàng tuyệt đối không tưởng tượng đến chuyện này dù ninh hải tâm xinh đẹp có năng lực thân thiết kỳ lạ nhưng thiên phú võ đạo không cao nếu không nàng đã chẳng bị ninh đạo lan xem là đối tượng hòa thân nhưng ninh hải tâm như không có bình chướng cảnh giới một đường tiến nhanh khiến người chỉ biết kinh thán nếu ninh hải tâm đã thành tựu thiên tôn thì lăng hàn lớn gan hơn hắn dùng thần niệm tiến vào thức hải của nàng nghiên cứu đốm sáng đó sau khi ninh hải tâm vào thiên tôn thì đốm sáng biến lớn rất nhiều nếu xem thức hải là một đại dương thì bây giờ đốm sáng to cỡ nắm tay, vẫn nhỏ xíu, nhưng so với thuở ban đầu đã mở rộng mấy ức lần. Lăng Hàn phát hiện đoàn sáng trở nên cứng cỏi rất nhiều. Trước kia đụng một cái sẽ nát, giờ thì có lực lượng chịu đựng một chút. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu đoàn sáng, giờ hắn có thể thăm dò rồi. Nhưng đoàn sáng liên tục biến đổi rồi lại hồn nhiên một thể, không có lỗ hổng chui vào thăm dò tình hình cụ thể. Lăng Hàn cao mày, giờ vẫn không có cách nào sao. Lòng Lăng Hàn máy động, hắn nói, Hải Tâm, người hãy dùng thần thức đụng vào đoàn sáng trong thức hải của ta. Ninh Hải Tâm cung kính nói, tuân mệnh sư tôn, Ninh Hải Tâm đưa thần thức vào thức hải của Lăng Hàn, rất nhanh nàng đến chỗ đoàn sáng, đây là điều hắn không cách nào làm được. Người có đoàn sáng lại không thể cảm ứng nó tồn tại. Khi thần thức của Ninh Hải Tâm chạm vào thì hai người cùng run rẩy, sinh ra phản ứng mãnh liệt. Ong 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 ong, Lăng Hàn ngạc nhiên phát hiện thức hải dao động, hắn trông thấy một đoàn sáng đó là đoàn sáng của hắn. Ủa, chẳng phải hắn không thể thấy sao? Hay hai người có đoàn sáng chạm vào đoàn sáng của đối phương sẽ sinh ra cộng minh đặc biệt? Bây giờ Lăng Hàn không rảnh quan tâm chuyện đó, rốt cuộc hắn có thể cảm ứng đoàn sáng của mình, nghĩa là hắn có thể phá giải bí ẩn đoàn sáng. Vì là một phần của mình, tự biết nặng nhẹ sẽ không tổn thương bản thân. Lăng Hàn kéo tơ bóc kén từng chút một tiếng vào đoàn sáng. Đoàn sáng này trông nhỏ xíu nhưng tầng tầng lớp lớp làm Lăng Hàn mất mấy năm mà chỉ qua được một nửa. Ninh Hải tâm càng chậm, độ mạnh thần thức của nàng thua xa Lăng Hàn. Lăng Hàn tràn đầy kiên nhẫn, đã đợi ngàn vạn năm rồi hắn không ngại tốn thêm mấy năm. Tiến độ của hắn không nhanh nhưng ưu điểm là ổn định, chỉ cần loại cộng minh này vẫn còn thì Lăng Hàn có thể tiếp tục cảm ứng đoàn sáng, rồi sẽ có ngày tìm tòi nghiên cứu ra bí mật trong đó. Qua mười mấy năm sau Lăng Hàn bóc ra từng tầng kén ánh sáng đi sâu vào đoàn sáng. Ông ong 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 ong, thức hải của Lăng Hàn phát ra ánh sáng rực rỡ chói lòa các tin tức chuyển động trong thức hải, nhưng chúc chắc không thể hiểu nổi. Lăng Hàn không vội, hắn có thời gian, Lăng Hàn không rút thần thức về, trợ giúp Ninh Hải Tâm tiếp tục phá mở đoàn sáng. Chớp mắt 300 năm qua đi, rốt cuộc Ninh Hải Tâm phá mở đoàn sáng của mình. Lăng Hàn rút về, lo tập trung tham mộ bí mật các tin tức. Chương 3407, mật mã. Lăng Hàn vận chuyển quy tắc thời gian, cái này vô hiệu với thân thể của hắn nhưng sẽ ảnh hưởng thần thức, tăng nhanh quá trình hiểu biết bốn ngàn năm qua đi lăng hàn chợt mở mắt ra nét mặt cực kỳ giật mình lăng hàn nhìn thấy huyền bí sinh mệnh cái gì vậy lăng hàn cảm thấy khó tin trong thức hải của hắn ẩn giấu huyền bí sinh mệnh không đúng lăng hàn đứng bật dậy hắn phát hiện mình bỏ sót ý chí thế giới từng nói nó đã giúp lăng hàn bổ sung thiếu sót khiến hắn có năng lực diễn sinh vị diện mới tăng vị diện lên siêu cao đẳng có ngày cơ thể của hắn sẽ hóa thành nguyên thế giới thứ hai nhưng bây giờ Lăng Hàn phát hiện ý chí thế giới quên nói hoặc cố ý bỏ sót một trọng điểm, trọng điểm vô cùng then chốt. Sinh mệnh, không có sinh mệnh thì nguyên thế giới chỉ có thể trở thành phế tích, như nguyên thế giới đời trước, các vị diện còn sót lại nhưng dần đi hướng cái chết. Tại sao? Bởi vì vị diện cũng có sinh mệnh, không có sinh mệnh thì đó là thiên địa lạnh lẽo, không thể nuôi dưỡng ra sinh mệnh hóa thành một phương thế giới. Lăng Hàn trầm ngâm, có phải ý chí thế giới cố ý quên điều này? Đây là một trong ba yếu tố làm sao có thể quên ha ha thật là càng lúc càng thú vị ý chí thế giới nói chuyện không rõ ràng che giấu bí mật rất sâu lăng hàn chưa từng thật sự tin tưởng nó thậm chí ý chí thế giới có thật sự tồn tại lăng hàn hoảng sợ nó tự xưng là ý chí thế giới nhưng có thật không nó chỉ cho lăng hàn nhìn thấy một đoạn ngắn lịch sử điều này có chứng minh được thân phận của nó nhân danh ý chí thế giới nói ra cái gì tất nhiên mang hơi hướng chính nghĩa khiến người tin sái cổ khoan đã ý chí thế giới nói cải tạo cho ta, khiến ta có năng lực sinh sản vị diện mới, tăng vị diện lên đến siêu cao đẳng. Đây rốt cuộc là nó giao cho ta năng lực hay, nó giải phóng năng lực sinh mệnh trong đoàn sáng của ta. Sinh mệnh mới là lực lượng mạnh nhất thế gian, là nền tảng của thế giới. Lực lượng như vậy cho ta năng lực diễn hóa vị diện, đẩy vị diện đến siêu cao đẳng cũng bình thường. Sinh mệnh vốn có năng lực tiến hóa, nên rốt cuộc là nó giao cho ta năng lực này hay chỉ mở ra năng lực của chính ta. Tóm lại ý chí thế giới không đơn giản, ta nghi ngờ. Nó không biến mất, dối thật, chưa giải quyết cuồng loạn lại chạy ra một diệt tuyệt tự xưng ý chí thế giới. Lăng Hàn thử phá giải những tin tức trong thức hải, nếu có thể được đến mật mã sinh mệnh thì hắn có thể hư không tạo vật, diễn hóa vị diện của mình thành thiên địa thật sự. Khoan, đây mới là lực lượng thứ 8 sao. Lực lượng bản chất thứ 8 là âm cùng dương, sinh và tử, hỗn loạn cùng trật tự đối lập, bản chất xung đột với nhau. Nếu Lăng Hàn có lực lượng sinh mệnh vậy đối ứng là lực lượng tử vong. Lực lượng tử vong rất đơn giản, thiên tôn nào chẳng có sức mạnh hủy diệt thương sinh. Nếu nắm giữ lực lượng bản chất thứ 8 là sẽ có năng lực hủy diệt được cuồng loạn. Lăng Hàn không ngừng suy nghĩ tin tức trong người, nhưng hết cách, những tin tức vụn vặt hoàn toàn không cách nào phá giải. Lòng Lăng Hàn máy động, Ninh Hải Tâm có được tin tức là cái gì? Lăng Hàn liên lạc với Ninh Hải Tâm, nhưng nàng hoàn toàn không biết tin tức trong thức hải là cái gì. May mắn Ninh Hải Tâm có thể bày nó ra cho Lăng Hàn quan sát. Hai người đều có đoàn sáng bí ẩn nên có mối liên kết. Lăng Hàn thu hoạch tin tức của Ninh Hải Tâm, cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện đối phương cũng nắm giữ mật mã sinh mệnh, vụn vặt, vô cùng huyền ảo. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu, định ghép lại những tin tức này. Nhưng không được, giống như một phần hình ghép lớn, còn thiếu nhiều miếng nên không thể ghép thành hình hoàn chỉnh. Nhưng Lăng Hàn tổ hợp một ít, khiến hắn sinh ra nhiều mặt cảm mộ chìm sâu vào trạng thái minh tưởng. Lăng Hàn chợt mở mắt ra lộ tia kinh ngạc, hoàn cảnh xung quanh biến đổi rất lớn, mợ nó, đã qua bao nhiêu năm rồi. Lăng Hàn nhìn sang bên, Ninh Hải Tâm cũng biến mất, chắc vì hắn luôn bế quan nên nàng đi trước. Thôi kệ, Lăng Hàn vươn tay ra, lật bàn tay lại, một cọng cỏ mọc ra từ lòng bàn tay, nhanh chóng lớn lên, nở hoa, kết trái, già đi. Trước kia Lăng Hàn cũng có thể làm được điều này nhưng cần có hạt giống, hắn chỉ thúc đẩy quá trình sinh mệnh này lớn lên bây giờ thì khác lăng hàn hư không tạo vật tựa như một vị tạo hóa cuồng loạn có thể làm được nó hóa thân vị diện thậm chí có thể tạo ra lục bộ thiên tôn so sánh thì lăng hàn yếu xìu lăng hàn chỉ có thể tạo ra cỏ dại bình thường nhất không chút giá trị đừng nói thiên tôn dù là sinh vật trí tuệ cũng không tạo ra nổi nhưng quan trọng là lăng hàn đi ra bước đầu tiên đây là hắn phá giải một ít mật mã sinh mệnh được đến năng lực lăng hàn trầm ngâm nói ta có được mật mã sinh mệnh không trọn vẹn nếu xuất hiện ta và ninh hải tâm rồi thì có lẽ còn nhiều người khác trong thức hải cũng có đoàn sáng như vậy có lẽ cần mật mã sinh mệnh của người người trăm người may mắn tổ hợp lại mới nắm giữ năng lực hư không tạo vật nhưng sinh linh trong thiên hạ có nhiều hơn ước vạn vạn mật mã sinh mệnh giấu sâu trong thức hải nếu ta thăm dò từng người thì tốc độ không bằng sinh mệnh sinh sản tức là dù ta có được sinh mệnh vô tận thì công tác này vĩnh viễn không thể nào hoàn thành người có đoàn sáng không biết gì về nó thức hải vô cùng quan trọng không thể nào thả ra cho người xem. Dù ta ra giá trên trời treo giải thưởng cũng vô dụng. Ai, thật khó giải quyết, thôi tạm gác mấy chuyện này lại, chờ trở, trở về rồi tính. Lăng Hàn về An Diệp Thành, đoàn tụ với mọi người. Giờ hắn mới biết mình bế quan suốt 30 ức năm. Hèn gì hoàn cảnh xung quanh thay đổi nhiều vậy, 30 ức năm đủ để biển hóa bể dâu, cảnh còn người mất. Một tiểu cô nương xinh đẹp trong trẻo kêu Lăng Hàn, nàng rất xinh đẹp. Ngoại công, Lăng Hàn kinh ngạc kêu lên. Tiểu thần thần, thiếu nữ ngây thơ nói, người ta đã là người lớn, không phải tiểu thần thần. Lăng Hàn cười to bảo, có lớn hơn nữa vẫn là ngoại tôn nữ bảo bối của ta, tiểu thần thần, tiểu thần thần. Cả gia đình đoàn tụ, náo nhiệt vô cùng, Lăng ra tổ chức tiệc long trọng hoan nghênh Lăng Hàn lại trở về. Lần này Lăng Hàn không định chạy đi đâu nữa, hắn chỉ đi hai nơi, một là An Diệp Thành, hai là chiến trường vực ngoại. Thiên hạ hưng vong thất phu có trách nhiệm, đặc biệt có năng lực lớn như Lăng Hàn chương 3408, đi gây sự. 30 ức năm qua đi Lăng Hàn đã tu đến đỉnh ngũ bộ, trong người không có nhiều vị diện cản trở nên tốc độ tu luyện của hắn khá nhanh. Nên biết bây giờ Lăng Hàn có bao nhiêu vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng. Bao nhiêu tổ hợp phù, Lăng Hàn vừa chuẩn bị trùng kích lục bộ vừa thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng. Với Lăng Hàn thì đại dược màu đỏ đã vô dụng với hắn, hạch tâm vị diện thì tính là siêu cao đẳng đi, nhưng trên đời chỉ có một vị diện siêu cao đẳng, a à. Cuồng loạn cũng tính một cái, nhưng chỉ tưởng tượng thôi đã là xa xỉ. Không thể nào đánh nổ Huyền Mạc Vị Diện đi, một là Lăng Hàn không làm được, thứ hai dù hắn có thể cũng sẽ không làm vậy. Nên Lăng Hàn chỉ đành tự mình cố gắng, có lẽ cần một kỳ nguyên hoặc càng lâu, Lăng Hàn không quá tự tin. Càng đến cuối cùng thì bình chướng cảnh giới này càng khó phá vỡ. Nên Lăng Hàn định dốc hết sức thôi diễn Vị Diện cấp bậc hạ, cao đẳng, đây là then chốt câu thông bản chất hạt có lẽ nếu hắn thôi diễn ra nhiều ký hiệu biết đâu sẽ trợ giúp hắn vào lục bộ thì sao? Lăng Hàn bế quan nhưng mỗi lần không quá lâu, thôi diễn ra một vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng liền ra ngoài đoàn tụ với đám nữ nhân. Dù sao Lăng Hàn không có nhiều con cái, đám nữ nhân muốn có kết tinh của hắn. Cố gắng đi, bảy ức năm qua đi, đột nhiên có tin tức kinh người truyền ra. Đám thất bộ trí tôn đời trước năm người sung viêm rút ra chiến trường vực ngoại. Năm vị thất bộ trí tôn bỏ gánh mặc kệ, sau khi biết tin này phản ứng đầu tiên của lăng hàn là không tin nguyên thế giới này sống còn liên quan đến mỗi người mạnh như thất bộ thì sao không còn thiên địa càn khôn cho dù vĩnh viễn bất tử lại như thế nào hơn nữa cuồng loạn nuốt hết nguyên thế giới rất có thể sẽ có thực lực giết thất bộ nguyên thế giới đời trước một kích băng diệt đã khiết diệt tuyệt vỡ thành nhiều mảnh làm một vị thất bộ trí tôn thần hồn mất đi sau khi nuốt nguyên thế giới thì cuồng loạn tất nhiên cũng có năng lực như vậy thất bộ làm sao an toàn được sao năm người sung viêm không nghĩ đến điều này được thế mà họ tùy hứng rời khỏi chiến trường vực ngoại chẳng phải khiến bước chân tiến lên của cuồng loạn càng mau sao không lẽ vì phong vô định chết bọn họ cho rằng không ai trị được cuồng loạn nên tự buông xuôi khả năng này rất nhỏ có thể vào thất bộ thì ai đều có ý chí kiên định miễn là chưa đến giây phút thật sự chết vậy thì tuyệt vọng đến đâu cũng sẽ chiến đấu đến cùng hơn nữa miễn nguyên thế giới bất diệt không chừng có chúa cứu thế thật sự đi ra thì sao rất kỳ lạ Lăng Hàn không chấp nhận được, nếu vậy Nam Chí Tôn có tính toán gì khác, cấu kết với cuồng loạn, không giống lắm, hợp tác với cuồng loạn thì có ích lợi gì? Cộng thêm nếu năm người xung viêm thật sự dựa hướng cuồng loạn cũng xem như kiềm chế đám lâm lạc, tại sao năm người chỉ rút ra chiến trường vực ngoại? Nghĩ sao cũng thấy kỳ quặc, Lăng Hàn trầm ngâm, Nam Chí Tôn rút ra chiến trường vực ngoại thì còn ai ngăn được bước chân tiến lên của cuồng loạn? Tình huống hiện tại trong chủ chiến trường như thế nào? Nếu không thể ngăn cản chủ thể cuồng loạn chỉ dựa vào sức một mình huyền mạc vị diện chống cự thì tối đa mấy vạn ức năm, chưa đến một kỷ nguyên là sẽ bị công chiếm, nghĩa là toàn nguyên thế giới tiêu đời. Phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn là đi chủ chiến trường nghênh chiến cuồng loạn, nhưng hắn lập tức bỏ xúc động này. Không được, hắn mới chỉ là ngũ bộ, không có thân bất tử bất diệt thật sự, đi chủ chiến trường chịu chết sao. Thế nào cũng phải vào lục bộ, nâng cao lực phòng ngự thêm một bước. Đừng để không đỡ nổi một chiêu của cuồng loạn, sẽ thành trò cười nhưng phải làm sao nhanh chóng bước vào lục bộ đây ưng ừ, nếu năm người sung viêm đã trở lại hay là đi tìm bọn họ chơi lúc trước luôn là năm người này kiếm chuyện với hắn hiện tại cũng nên đổi lại lang hàn chủ động tìm họ tuy lang hàn không phải bất tử bất diệt thật sự nhưng chỉ có cuồng loạn mới oanh phá phòng ngự của hắn được người khác dù là thất bộ chỉ có nước chố mắt nhìn sợ hãi lang hàn ngẫm nghĩ quyết định trước tiên chờ chút hắn sồng sộc qua thì hai bên chẳng ai tổn thương ai được cùng lắm đấu miệng không vui nhưng năm trí tôn trở về, bọn họ sẽ không xây dựng thế lực, họ sẽ đơn độc một mình sao? Lăng Hàn không tin năm người sung viêm sẽ yên tĩnh được vậy. Nếu họ làm được điều đó vậy Lăng Hàn đành nhận số phận, đi tìm bọn họ đánh nhau. Vì thế Lăng Hàn lại ngồi xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao năm trí tôn rút ra chiến trường vực ngoại chỉ là tin đồn, vẫn chưa chứng thực. Lăng Hàn tiếp tục thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng, như mọi khi, thôi diễn ra một ký hiệu mới là hắn đi ra ngoài hoạt động, giao lưu với đám nữ. Chớp mắt trăm vạn năm qua đi, năm trí tôn rút ra chiến trường vực ngoại không phải tin đồn mà là sự thực, dẫn đến cao tầng chấn động, thậm chí có người nhân cảm thấy bất an bối rối. Một số thế lực gói ghém rời đi, họ muốn dọc theo đường hầm hai giới đi đến cuối nguyên thế giới, vậy thì dù có ngày cuồng loạn ăn nguyên thế giới chắc chắn họ chết vào phút cuối. Lăng Hàn lắc đầu, xuyên qua vị diện không đùa được, một số nơi vắt ngang bão năng lượng, cần thực lực chuẩn thiên tôn mới đi qua được. Vị diện thì vô tận, không biết mất bao lâu mới đi đến cuối tóm lại chuyện không liên quan lăng hàn lăng hàn đã hỏi thăm quả nhiên năm người sung viêm thành lập đạo tràng của riêng mình thu đệ tử lăng hàn hoàn toàn không hiểu nổi giờ đâu phải lúc cuồng loạn bị tiêu diệt thiên hạ thái bình tại sao năm người sung viêm nhàn nhã như vậy mở đạo tràng thu đệ tử đầu bị lừa đá lăng hàn hơi trầm ngâm quyết định xuất phát ngay đến đạo tràng của năm người sung viêm một là xem tình huống cụ thể gì hay là thăm dò bọn họ có ý đồ gì. Bên trong có âm mưu, âm mưu rất lớn. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, hắn rời hành trình sau mấy vạn năm, vì hắn đã thôi diễn ra 110 lục lưu phù, chỉ thiếu một cái là có thể viên mãn. Hắn tiếp tục bế quan, câu thông thiên địa, liên tiếp hư không, nắm giữ lực lượng sinh mệnh. Tuy chỉ là chút xíu ra lông nhưng tốc độ thôi diễn vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng của hắn nhanh rất nhiều. Trong đầu Lăng Hàn không ngừng hiểu ra, như đã thay ra đổi thịt. Lại qua ba vạn năm, Lăng Hàn xuất quan, đại công cáo thành, Lăng Hàn động ý niệm, 111 ký hiệu lục lưu toàn bộ vận chuyển, nháy mắt tăng lực lượng của hắn lên gấp 3.000 lần. chương 3409, hố hàng đến cửa. Tiến vào hư không, vùng nắm đấm, bùm, hư không chấn động, bão năng lượng đằng trước bị Lăng Hàn đánh ra lỗ hổng dài vạn dặm Thật lâu sau bão năng lượng mới lại nhúc nhích lấp đầy khu vực này. Xung viêm, phá nhạc, năm người mà không nắm giữ nhiều mấy cái nhất lưu phù thì chỉ có nước bị ta chấn áp biết Lăng Hàn sắp hành động, mọi người nhảy nhót tỏ vẻ muốn đi chơi với hắn. Lăng Hàn không biết nên nói cái gì, hắn đi chơi hồi nào, đạo tràng của Nam Chí Tôn có gì vui mà chơi. Nhưng đã lâu rồi Lăng Hàn không mang mọi người đi hoạt động, thôi, hắn thu mọi người vào tiên khách cư rồi xuất phát. Không cần đi gấp, mỗi đến một chỗ Lăng Hàn sẽ ngừng lại ngắm cảnh dạo chơi, nên 17 năm sau hắn mới đến đạo tràng của phá nhạc thiên tôn. Nơi này được gọi là phá nhạc đạo tràng, vì giống phong hào của phá nhạc thiên tôn nên không ai gọi thẳng tên đạo tràng đều gọi tắt là đạo tràng lăng hàn giàn xếp mọi người ở chỗ thật xa nếu khai chiến với phá nhạc không biết sẽ tạo thành phá hoại khủng bố bao nhiêu lăng hàn mang theo mấy đồ đệ tiểu thanh thạch nhân thỏ tử lão tham cộng đại hắc cẩu trận thế rất kỳ quặc với số ít này lăng hàn có thể đưa đi trước khi chiến với phá nhạc không cần lo sẽ có vấn đề gì đại hắc cẩu đứng thẳng quần lót sắt lóe tia sáng lạnh nó vặn vẹo người ha ha ha, cẩu ra sắp làm vố lớn, thỏ tử ôm đùi đại hắc cẩu, đầu rụi vào quần lót sắt. cầu ra, cầu ôm đùi, đại hắc cầu lắc mông, đi đi đi, coi chừng cầu ra ăn đầu thỏ chết bây giờ. Lão tham mặt đê tiện hỏi, cẩu ra có muốn tiểu không, giải dưới đất này đi, đại hắc cầu suýt nhảy cẫng lên, người muốn ta đi tiểu làm chi, chẳng lẽ người muốn trồng xuống đất hấp thu dinh dưỡng. Biến, cầu ra không tiểu, vẻ mặt lão tham kinh ngạc hỏi chẳng phải chó thì không đổi được tật tiểu rông sao? Thạch nhân sửa lời, là chó không bỏ được thói ăn phân. Thạch nhân khờ khảo khoe với đại hắc cẩu. Cẩu ra thấy đại thạch đầu nói đúng không? Một đám hố hàng, đại hắc cẩu tức giận muốn cắn người. Tuy nó gian manh hạ tiện nhưng giờ xem ra lão tham, thỏ tử không thua kém nó bao nhiêu. Đại hắc cẩu đá bay thạch nhân. Xéo đi, may mà đại hắc cẩu không đá mạnh, không thì bây giờ thạch nhân đã thành hòn đá. Thỏ tử ôm một chân đại hắc cẩu rụi rụi cầu ra thật là anh minh thần võ, đá một cước oách quá. Lão tham chen qua, tránh ra, người đừng đụng vào làm dơ cẩu ra, để tiểu tham ôm. Người cút, người mới cút xéo, hai tên hố hàng ghét bỏ nhau, đẩy đối phương, rất là ồn ào. Thạch nhân đã chạy trở về, nó bị đại hắc cầu ước hiếp đành tội nghiệp nằm sấp bên chân lang hàn như cún con. Lang hàn lắc đầu, ba tên đều là hố hàng, chỉ có tiểu thanh tốt nhất, dương cánh bay lượn trên trời cao, khinh thường làm bạn với chúng nó đám đồ đệ Trần Thủy Tính, Giang Dược Phong đều cười gian. He he, trong tám đồ đệ chỉ vắng mặt phù thiên hành, vì tu vi của gã quá cao, Lăng Hàn không muốn để gã đến bị mất mặt. Rốt cuộc họ bị người cản lại, đứng lại, tự báo tên đi, một tiên vương đứng đằng trước, chỉ có một luồng bảy màu vòng quanh người nhưng dù gì là tiên vương, đặt ở đâu cũng xứng là bá chủ một phương. Giờ để một tiên vương làm thủ vệ thì xa xỉ biết bao. Ngẫm lại thì đây là đạo tràng của thất bộ trí tôn, tiên vương làm thủ vệ không có gì kỳ. Thỏ tử nhảy ra, chúng ta đến đá quán. Thỏ tử thật sự nhảy ra, hai lỗ tai còn phe phẩy. Tình huống gì, tiên vương ngây người, một con thỏ chạy ra nói muốn đá quán. Tiên vương cười phá lên, ha ha ha, đây là đạo tràng của thất bộ trí tôn, người chỉ là nhất trọng thiên nho nhỏ dám nói đến đá quán. Cười chết người, đây không phải là không biết lượng sức, ngốc thì đúng hơn. Lão tham lao ra ngoài, hô cọng dễ, cười cái gì, Lão Tham phun nước miếng vào Tiên Vương, "Đây là bảo dịch của Tham gia, con ngoan, thưởng cho ngươi." Lăng Hàn câm nín, dù đã trở thành Tiên Vương thì lão Tham vẫn thiếu đạo đức như vậy. "Đừng nói đây chỉ là nước miếng, dù thật sự là bảo dịch thì Tiên Vương không thể nhận nổi, đây không phải ban cho mà là phun vào mặt, rõ là nhục nhã." Tiên Vương vội né, trước đòn công kích kiểu này gã không ngăn cản nổi. Lão Tham thấy thế càng hớn hở, phun nước miếng không ngừng như thành mưa phun vào Tiên Vương. Tiên vương vội mở ra một thuận ánh sáng phòng ngự chặn lại các giọt nước miếng. Nhưng nước miếng của lão tham không đơn giản là khiến người tởm, nó có tính ăn mòn rất mạnh, thuận ánh sáng nhanh chóng bị ăn mòn. Tiên vương tái mặt, không ngờ lão tham chẳng những thiếu đạo sức còn có hàng. Tiên vương phải thận trọng ứng đối, rút ra quy tắc vô cùng đánh với lão tham. Lão tham liên tục đánh ra công kích, nó bất chấp, các loại ám chiêu, phun nước miếng vào ba vị trí bên trên, nhánh dễ đánh ba đường dưới, xấu xa thiếu đạo đức chiến đấu với tồn tại như vậy thật khiến người mệt mỏi tiên vương gầm lên mặt nổi đầy gân xanh lão tham bị đại hát cầu ảnh hưởng sâu chiến đấu không chỉ liều thực lực còn không quên đấu võ mồm xấu xí còn đi ra ngoài mất mặt người không biết xấu hổ nhưng tham gia đỏ mặt dùm mẫu thân của ngươi để bảo dịch của tham gia rửa mặt cho ngươi chỉnh hình đẹp hơn tiên vương tức hộc máu gã bị kích thích điên lên chộp quy tắc thiên địa kết hợp với lực lượng của bản thân hóa thành một thiên qua chém vào lão tham lão tham nhảy loi choi cái đồ bất hiếu dám hành hung với tham gia của ngươi tham gia chỉnh dung cho ngươi chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh nghiệt tử thí người thân thật là đại nghịch bất đạo tham gia không nhận nhi tử nhà ngươi tiên vương tức xì khói mắt tóe lửa giống lớn ra tay như điện tiên vương đang điên tiết công kích bá đạo nhưng đã mất sự biến hóa nếu cảnh giới của lão tham không bằng tiên vương này thì gã có thể dựa vào công kích như mưa to sấm xét giành chiến thắng nhưng thực lực hai bên gần bằng nhau công kích như thế không đủ cho gã chiếm ưu thế, ngược lại cương quá dễ gãy, bị lộ nhiều sơ hở. Lão tham nói nhiều như vậy là để khiến đối phương bị rối loạn, tự lộ sơ hở. Giờ thấy cơ hội lão tham sẽ không bỏ qua, bắt ngay điểm yếu đánh dồn dập. Vù 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 vù, các bóng người lao ra khỏi đạo tràng này, đáp xuống đất, tất cả đều là đẳng cấp tiên vương. Bọn họ không ra tay, khoanh tay trước ngược lạnh lùng nhìn. Nếu không đánh lại thứ như lão tham thì còn mặt mũi gì ở lại phá nhạc đạo tràng chương 3410, đan đạo dương oai. Đương nhiên nếu tiên vương bị đánh bại thì người khác sẽ ra tay hạ gục lão tham để đính chính danh tiếng đạo tràng. Nơi đây là thánh địa, không ai được khinh nhờn uy nghiêm của phá nhạc đạo tràng. Mấy trăm chiêu sau tiên vương bị đánh thua, một kích đánh vào ngực hộp máu không ngừng. Lão tham vênh váo ra oai, ai, vô địch thật cô đơn. Bây giờ lão tham rất giống con người, mấy nhánh dễ gom lại một chỗ hóa thành đôi chân và hai tay. Lão tham chắp hai tay sau đít, lắc đầu than thở nhưng không ai phụ họa làm lão tham rất lung túng. Lão tham la lên, này, sao không có người vỗ tay? Lốp bốp lốp bốp, đại hắc cẩu, thỏ tử xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, giải rác vỗ tay. Lão tham lại vinh váo, ưỡn ngực hóp bụng, vẻ mặt ngạo nghễ. Lão tham phất tay hướng tiên vương, cút xéo đi, không chịu nổi một kích, mà tiên vương xanh mét, còn muốn tiến lên đánh lại nhưng bị người một cước đá bay. Đó là một tiên vương tam trọng thiên, gã lạnh lùng nói thật là mất mặt một dị loại mà không đánh lại lão tham dậm chân nói cái tên kia miệng mọc ở lỗ dưới à có biết nói tiếng người không ai là dị loại ngươi mới là dị loại mặt ngươi đầy dị loại tiên vương tam trọng thiên sửng suốt sau đó tức giận mặt vặn vẹo mợ nó gã mới nói một câu còn là lời nói thật ngươi là tiên dược biến hóa phi không biến hóa chỉ hơi có hình người không phải dị loại thì là gì tiên vương tam trọng thiên lạnh lùng nói miệng rất tiện tiên vương tam trọng thiên vỗ trưởng đánh hướng lão tham tiên vương tam trọng thiên ra tay lão tham không ngăn nổi lão tham co cẳng chạy tới chỗ lăng hàn cứu mạng nhi tử mưu sát phụ thân tiên vương tam trọng thiên tức dồn máu não nhi tử mưu sát phụ thân nhân sâm chết tiệt miệng nó ngâm trong hố phân sao tiên vương tam trọng thiên nổi giận gầm lên một tiếng ngưng tụ quy tắc thành kiếm đâm nhanh vào lão tham trần thủy tĩnh thét dài lao ra để ta đấu với ngươi bùm Trần Thủy Tính va chạm một kích với tiên vương Tam Trọng Thiên, hai bên cùng dùng mình lùi ra sau. Nhiều năm qua tu vi của Trần Thủy Tính sẽ không dẫm chân tại chỗ, đặc biệt khi Lăng Hàn trỗi dậy, lương tâm, không ngừng dốc lòng chỉ dậy, còn cho đám đổ đệ nhiều đan dược. Cho nên Trần Thủy Tính đã là tiên vương Tam Trọng Thiên, tu vi xếp chót trong tám đổ đệ của Lăng Hàn. Đếm ngược thứ hai là Khang Tu Nguyên, Tứ Trọng Thiên. Thứ ba là Vân Vĩnh Vọng, Ngũ Trọng Thiên, Giang Dược Phong Cao Nhất, đã là Thất Trọng Thiên lão tham thoát khỏi nguy hiểm liền lại đáng đánh. Dị loại, có giỏi thì đến đây. Đây là một con cháu của tham gia, người đánh thắng hắn trước rồi tham gia mới suy xét so chiêu với ngươi. Lão tham luôn xương huynh gọi đệ với lăng hàn, nên Trần Thủy Tĩnh đúng là hàng con cháu của nó, không tính khoác lác. Nhưng người ta đâu tin, ngươi chỉ là nhất trọng thiên, hàng con cháu là tam trọng thiên, đùa sao? Trần Thủy Tĩnh không tiện như lão tham, gã vái chào đối phương. Tại hạ tên Trần Thủy Tĩnh, xin lĩnh giáo các hạ một chút lão tham không chịu lớn giọng quát, đừng nói nhảm nhiều với hắn, giải quyết mau lên, tham gia muốn đạp mặt hắn. Trần Thủy Tĩnh tôn sư trọng đạo, tuy rằng Tu Vi sớm vượt qua lão tham nhưng vẫn xem nó là trưởng bối. Trần Thủy Tĩnh gật đầu nói, xin tham gia đợi chút, ủa, người này thật sự là hàng con cháu của cây sâm đáng đánh kia. Mọi người khá bất ngờ, rất trong mắt, mà tiên vương tam trọng thiên xanh mét, bị một gốc tiên dược thiếu đạo đức mỉa mai thì thôi đi, giờ người trước mặt cũng chào phúng gã. hư muốn hạ gục gã tiên vương tam trọng thiên lạnh lùng nói các hà quá tự tin tiên vương tam trọng thiên lấy ra tiên khí đó là một cây gậy dài gã vung nó lên ong 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 các đường vẽ trên cây gậy thắp sáng tỏa ra áp lực mãnh liệt trần thụy tĩnh không dám chậm trễ thiên phú võ đạo của gã không giỏi lắm chỉ am hiểu luyện đan vì đi theo lăng hàn mới may mắn trở thành tiên vương tam trọng thiên trần thụy tĩnh giơ hai tay lên trong bàn tay nắm viên đan dược đỏ thắm hả ngươi muốn đánh nhau kiểu đó với ta. Tiên vương tam trọng thiên cười nhạt, gã cầm tiên khí còn đối thủ định dùng hai viên đan dược đối kháng. Muốn chết, tiên vương tam trọng thiên không khách sáo lao qua ngay, dù sao sau lưng gã là phá nhạc đạo tràng, giết người thì có sao, ai dám kiếm gã tính sổ. Giang dược phong nhìn lăng hàn, sư phụ, về có ổn không? Giang Dược Phong biết có Lăng Hàn tỏa chấn dù Trần Thủy Tĩnh thua thì chắc chắn sẽ bình an. Nhưng bọn họ đến đá quán phá dối, nếu bị người đánh bại thì mất mặt. Lăng Hàn cười nói, "Không sao, thiên phú võ đạo của Thủy Tĩnh không cao nhưng năng lực đan đạo không yếu, chờ xem đi." Giang Dược Phong thầm lấy làm lạ, "Gian đạo chỉ là phụ trợ, chẳng lẽ có thể dùng vào chiến đấu?" Giang Dược Phong mặc dù là đệ tử của Lăng Hàn nhưng không am hiểu luyện đan, bởi vậy lơ mơ. "Ừm," um, Tiên Vương Tam Trọng Thiên lao đến, gậy đâm tới, vận dụng lực lượng quy tắc cường đại, muốn thế như trẻ che đánh bại Trần Thủy Tĩnh. Trần Thủy Tĩnh giơ tay, hai viên đan dược vèo một cái bay ra ngoài. Trần Thụy tính quát, bảo, bùm, hai viên đan dược cùng nổ tung, lực lượng đáng sợ dâng lên, hai lỗ đen hiện ra hút hết mọi thứ vào trong. Tiên vương Tam Trọng Thiên vừa lúc ở giữa hai lỗ đen, lực hút khủng khiếp làm người gã cứng ngắc tại chỗ. Nếu chỉ có một lỗ đen hút gã vào thì với thực lực Tam Trọng Thiên, gã có ở trong lỗ đen cũng không sao. Lỗ đen không phải hư không vị diệt, không có bão năng lượng, chỉ là bản thân vị diện nứt ra khe hở không gian. Nhưng hai lỗ đen cùng phát huy, lực hút bằng nhau như bỏ thêm gông xiềng trói hai tay hai chân tiên vương tam trọng thiên kéo căng ra tiên vương tam trọng thiên phải dốc hết sức đối kháng nếu không sẽ bị xé rách thân thể mọi người hoảng hốt một tiên vương tam trọng thiên mà bị xử dễ dàng vậy trần thủy tĩnh đã làm cái gì gã chỉ ném hai viên đan dược vậy tức là trảm trần hay chỉ là linh hải cảnh đều có thể giam cầm tiên vương tam trọng thiên cười nhìn gã không cách nào thoát khốn ui đáng sợ quá tiên vương tam trọng thiên gầm giống a à tiên vương tam trọng thiên dốc hết sức ứng đối, muốn thoát khỏi cục diện bất lợi này. Nhưng Trần Thủy Tĩnh không cho tiên vương tam trọng thiên cơ hội, lại ném một viên đan dược ra ngoài. Bùm, đan dược nổ tung, lần này không hình thành lỗ đen mà biến ra mũi tên bắn hướng tiên vương. Phập, tốc độ mũi tên nhọn quá nhanh, lực hút lỗ đen không thể kiềm nó lại, tên xuyên thủng ngực tiên vương. chương 3411, tiên tham, lỗ đen biến mất, không gian bình thường trở lại. Bịch, tiên vương tam trọng thiên ngã xuống, đã là bị tổn hại nặng mất sức chiến đấu. Lão tham vui vẻ chạy ra đạp trên đầu tiên vương, đắc y nói. Ha ha ha, thế nào, thuộc hạ của tham gia lợi hại không? Đồng loại nhà ngươi thật kém, ăn đất đi. Lão tham đào ít đất đổ lên đầu tiên vương tam trọng thiên. Một tiên vương không kiềm được tấn công. Đáng ghét, veo, quy tắc hóa thành cây trường mâu đâm vào lão tham. Đây là một tiên vương tứ trọng thiên, ra tay quá nhanh, lão tham không có thời gian né, chờ mắt nhìn một kích kia ập đến. Bùm, một người đột nhiên che trước mặt lão tham, tay trái vươn ra ngưng tụ thành thuận ánh sáng. Trường mâu chạm vào thuận ánh sáng bắn lên tia sáng vô tận. Thuận ánh sáng nứt ra, nhưng trường mâu cũng tan vỡ. Lão tham thở phào, cháu trai lớn, đa tạ. Lão tham biết có lăng hàn tỏa chấn chắc chắn nó không bị gì, nhưng nhìn công kích đáng sợ ập đến làm tim nó đập nhanh. Người cứ lão tham là Khang Tu Nguyên. Khang Tu Nguyên gật đầu nói, tham gia khách sáo, lão tham chỉ vào tiên vương tứ trọng thiên mới tấn công nó cháu trai lớn tên khốn này đánh lén tham gia đập nát nó cho tham gia khang tu nguyên đồng ý xin tham gia yên tâm khang tu nguyên chắp tay hướng tiên vương tứ trọng thiên tại hạ tên khang tu nguyên muốn thỉnh giáo các hạ tiên vương tứ trọng thiên do dự mới rồi trần thủy tính cũng nói thỉnh giáo kết quả đồng bạn của tiên vương tứ trọng thiên chớp mắt bị đánh bại bây giờ còn bị vùi dưới đất ăn đất cái người này có khi nào cũng quỷ dị như vậy nhưng mọi người đang nhìn gã nếu giờ gã hèn trùn chân thì về sau còn mặt mũi nào trong phá nhạc đạo tràng tiên vương tứ trọng thiên chậm rãi bước ra nói bồn tòa tên đảng tham lão tham phun nước miếng ta phi cháu trai lớn tên khốn này dám giả mạo thân thích của tham gia mau đập nát hắn mặt tiên vương tứ trọng thiên xanh mét gã bị mù mới đi giả mạo thân thích của lão tham nhưng tiên vương tứ trọng thiên đúng là họ đảng tên tham ở trước mặt mọi người lẽ nào gã thay tên đổi họ gã chịu nổi nhục nhã này sao? Chết tiệt là khi không đụng vào cây sâm đáng đánh này. Đảng tham hung tợn ham dọa lão tham, ngươi đừng để rơi vào tay bổn tọa, không thì bổn tọa sẽ nấu ngươi. Lão tham thò mấy nhánh dễ làm bộ dạng khinh thường nói. Ăn phân đi ngươi, lang hàn không biết nên nói cái gì, đến trình độ như hắn không ngờ có hài kịch như vậy diễn ra. Nhưng không sao, vốn đến đá quán, cứ quậy tưng bừng đi. Lang hàn chỉ vào đại hắc cẩu, lại một nạn nhân bị ngươi với bẩn, Lăng Hàn nhảy cẫng lên chỉ vào Lăng Hàn. Ta phi, tiểu hàn tử đừng có ôm miệt cậu ra, lão tham rõ ràng là hố hàng, vô cùng xấu xa, còn cần cậu ra dạy hư nó sao? Lăng hàn thở dài, đại hắc cậu còn vội vàng thanh minh thanh nga là biết lão tham, khiến người thần căm giận đến mức nào? Đảng tham tấn công, trong lòng gã sôi sục lửa giận, gã phải đánh bại khang tu nguyên rồi túm lão tham ra, dùng tất cả khổ hình tàn nhẫn nhất trên đời vào người nó, sau đó nấu thành canh uống sạch. Đảng huynh cố lên, phải bắt lấy cây sâm đáng ghét này. Tranh một hơi vì đạo tràng của chúng ta, chết tiệt, tham yêu này quá tiệt, tiên vương của đạo tràng đều tức điên, lão tham tiện đến gợi lên lửa giận của tất cả mọi người. Nơi này không thua gì tiên vương cửu trọng thiên, ai nấy toát ra khí thế đẻ ép làm ra thịt lão tham như bị dao cắt, đau đớn muốn chết. Lão tham sợ hãi liên tục thụt lùi, ôm một chân đại hắc cẩu, lại kiêu ngạo nói. Các ngươi là lối cái gì, có giỏi thì đánh với cẩu ra nhà ta đại hát cầu vội vàng phủi chân xéo xéo ngay đừng ôm đùi cao quý của cầu ra, lão tham không chút xấu hổ nói không đùi của cầu da rất thô cho tiểu tham ôm một lúc đi mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn vì sao có thứ tiện như vậy tiện đến đột phá chân trời đảng tham tấn công khang tu nguyên dồn dập khang tu nguyên cũng theo đan đạo búng ngón trỏ bắn ra một viên đan màu đỏ thắm bị lực lượng cuồng bạo cản lại liền sinh ra vụ nổ lớn có vết xe đổ trước đó dĩ nhiên Đảng Tham sẽ không lặp lại, gã đã sớm có chuẩn bị, trước tiên bay lên tránh khu vực nổ. Nhưng đan dược này không nổ ra lỗ đen mà biến ra vũng lầy lớn làm người Đảng Tham trì trệ. Quy tắc hóa thành sợi tơ có thể thấy được chói Đảng Tham lại. Khang Tu Nguyên tấn công, không bị ảnh hưởng chút nào, chiếm hết ưu thế. Lăng Hàn gật gù, hai đồ đệ Tuy Thiên Phú Võ Đạo không tốt nhưng về đan đạo thì rất có thành tựu. Không nói đến đan dược lỗ đen của Trần Thủy Tính đan dược vũng lầy của Khang Tu Nguyên rất hữu dụng. Hai người đều dung nhập quy tắc vào đan dược, đi ra con đường đặc sắc của mình. Đương nhiên Trần Thủy Tính, Khang Tu Nguyên có xin lăng hàn chỉ dạy, được hướng dẫn then chốt, nhưng vẫn đáng biểu dương. Mọi người thấy rõ ràng sức chiến đấu của Khang Tu Nguyên không cao, trong cùng đẳng cấp chỉ xếp lớp giữa và chót, thậm chí chót nhất. Nhưng ai kêu có thể làm thực lực đảng tham bị suy yếu làm chi? Đảng tham miễn cưỡng chống đỡ mấy chục chiêu sau đó bị đánh bại, lại bị lão tham vinh váo sỉ nhục vẻ mặt lão tham vênh váo rất đáng ăn đòn còn có ai cứ qua đây đi tham gia nói một chữ sợ sẽ làm phụ thân của các ngươi chứ không làm ra ra. tổ cha nó một câu chọc biên mọi người chỉ muốn xông lên lăng chỉ lão tham lão tham nhảy nhót chỉ từng người như thế nào không phục không phục thì làm gì không phải tham gia khinh thường các ngươi các ngươi là đám rác rưởi bùm các tiên vương rực cháy lửa giận hóa thành thực chất đại hát cầu cười xấu xa bỗng hất chân bịch một tiếng lão tham bị đá bay đáp xuống trước mặt đám tiên vương. Lão tham bò dậy, ngước mặt lên thấy bộ dạng tức giận muốn giết người của đám tiên vương. Lão tham ngoác mồm cười nịnh, chợt nhảy vọt lên chỉ vào nhóm lăng hàn. Mợ nó, đám cặn bã các ngươi, dám uy hiếp tham gia, nói xấu những đại nhân ở sau lưng ra. Hiện tại ra được tự do không còn bị các người uy hiếp nữa. Lão tham xoay người hành lễ hướng đám tiên vương. Các vị gia, tiểu tham xin thỉnh an các vị. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, vì sao có kẻ mặt dày như vậy? Một Tiên Vương không kiềm được hôi nắm đấm đánh lão Tham. Ta muốn giết nó, lão Tham vội vàng chui xuống đất, cứu mạng, chương 3412, ngã một bên, lúc xưa khi chưa có thực lực lão Tham đã giỏi về chạy trốn, giờ bước vào tiên vương, sức chiến đấu vẫn không được tốt, xếp chót trong nhất trọng thiên nhưng công phu bỏ trốn thì lên vùn vụt. Lão Tham chui xuống đất khi ngoi lên đã đến bên cạnh Lăng Hàn. Lão Tham la lớn, đến đây, các ngươi đến đây có ít nhất hơn 10 tiên vương lao ra. Khốn nạn, Vân Vĩnh Vọng nhảy ra. Để ta, Vân Vĩnh Vọng vỗ trưởng quét qua đánh hướng đám tiên vương. Bum bùm 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 bùm, trường lực của Vân Vĩnh Vọng vô cùng hùng hậu, một kích đã đánh bay đám tiên vương. Có tiên vương giật mình kêu lên, mạnh quá, cùng là ngũ trọng thiên nhưng Vân Vĩnh Vọng mạnh đến khó tin. Trong hơn 10 tiên vương này có bốn người cũng là ngũ trọng thiên, nhưng nhiều người liên hợp vậy mà không thể ngang bằng gã. Nhóm người đó thật lợi hại, ai cũng có thực lực nghiền áp cùng đẳng cấp hèn gì dám đến đá quán nhưng lợi hại hơn nữa thì sao nơi đây là trí tôn đạo tràng nếu chọc phá nhạc thiên tôn đi ra thì mặc kệ bao nhiêu người đến ai đến cũng chỉ có một con đường chết vân vĩnh vọng hào hứng vẫy tay nói tại hạ tên vân vĩnh vọng mời các vị chỉ giáo vân vĩnh vọng kiêm tu cửu hóa thiên kinh và bất diệt thiên kinh công phòng đầy đủ nên rất ghê gớm trước kia lăng hàn không thể truyền dạy bảo thuật thiên tôn cho họ giờ thì chỉ là chuyện nhỏ hơn nữa qua đã lâu, đám đệ tử giỏi về võ đạo như Vân Vĩnh Vọng, Giang Dược Phong đương nhiên đều nắm giữ hết. Vân Vĩnh Vọng hú dài chủ động lao ra, bùm 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 bùm, người Vân Vĩnh Vọng tỏa ánh sáng vàng nhạt, có thân thể vô địch. Vận chuyển cửu hóa thiên kinh, lực lượng của Vân Vĩnh Vọng tăng vọt gấp trăm lần cao hơn xa đẳng cấp ngũ trọng thiên. Các bóng người bay lên, không ai đỡ nổi một đòn, tiên vương cùng đẳng cấp cũng bị Vân Vĩnh Vọng một kích đánh bay. Chỉ vài giây không còn ai đứng trước mặt Vân Vĩnh Vọng được nữa. Vân Vĩnh Vọng chắp tay nói, đã nhường, một tiên vương thất trọng thiên bước ra, có chút bản lĩnh, hèn gì dám đến gây rối nhưng các ngươi đừng quên đây là đạo tràng của phá nhạc đại nhân. Để Lan Nhược Bình ta đây giải quyết các ngươi, Giang Dược Phong cười phá lên chỉ vào chính mình, giờ đến lượt ta ra sân rồi đi, Giang Dược Phong khoe mẽ vỗ tay mời gọi, các vị, các vị, mau vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh đệ nhất Mỹ Nam Tử trong lịch sử đi. Giang Dược Phong nhìn Lan Nhược Bình, ủa? hình như ngươi không quá vui. Ai, thấy trai siêu đẹp như ta mà ngươi không kinh diễm chút nào, thật là khiến ta thất vọng. Lan Nhược Bình lạnh lùng lườm gã, bớt nói mấy lời nhảm nhí này, ra tay đi. Lan Nhược Bình rất tự phụ, biết đám người vân vĩnh vọng có thực lực nghiền áp cùng đẳng cấp nhưng vẫn tràn trề tự tin vào mình. Giang Dược Phong lắc đầu cười nói, ai, con người của ngươi thật là thô lỗ, chẳng bằng chúng ta ngồi xuống uống trà, nói chuyện phiếm chịu không. Lan Nhược Bình ngây ra, không ngờ không chỉ có sâm yêu, Chó yêu miệng rất tiện mà nhân loại này cũng vậy. Lan Nhược Bình xông lên, chết này, bùm, Lan Nhược Bình lấy ra một cổ cảnh bình bồng trên đỉnh đầu mình, phun ra nuốt vào ánh sáng đáng sợ. Giang Dược Phong không sợ hãi, chủ động giết đi lên. Bùm 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 bùm, hai người va chạm, đều dốc hết sức. Lan Nhược Bình hết sức tự phụ dĩ nhiên vì có tài học thật sự, sức chiến đấu của gã vô cùng kinh người, có lẽ đến độ cao bát trọng thiên. Vì Thiên Phú võ đạo quá cao nên sức chiến đấu của Lan Nhược Bình hầu như vượt qua một trọng thiên. Giang Dược Phong thì khác, gã vốn chưa chắc đến nổi tinh thần cảnh, nhưng bây giờ thành thất trọng thiên, đã dùng cạn tiềm lực. Nhờ Lăng Hàn nên Giang Dược Phong nhiều lần đánh phá cực hạn. Giang Dược Phong tu luyện Bất Diệt Thiên Kinh và Cửu Hóa Thiên Kinh, sức chiến đấu hay lực phòng ngự đều khiến gã vượt xa cùng đẳng cấp. Nên sức chiến đấu của Giang Dược Phong không thua gì Lan Nhược Bình. Giang Dược Phong còn có ưu thế về phòng ngự, cơ thể như kim cương không hỏng. Lan Nhược Bình không thể oanh phá được. Điều này khiến Giang Dược Phong đứng ở thế bất bại, có thể thoải mái lo tập trung đánh nhau. Lan Nhược Bình càng đánh càng bực tức, rõ ràng gã xuất sắc hơn Giang Dược Phong nhưng vì đối phương tu luyện bí pháp nào đó phóng lớn sức chiến đấu gấp trăm lần đủ sức đối kháng với gã. Giang Dược Phong được bí pháp khác bảo vệ nên phòng ngự gần như vô địch, Lan Nhược Bình tiếp tục đánh mấy chục đòn chỉ để lại vết chảy nhỏ trên người đối phương, thế thì làm sao tổn hại nặng đối thủ. Chiến đấu như vậy cực kỳ không công bằng. Lan Nhược Bình hận, chắc chắn đối phương có sư phụ lợi hại, được dạy diệu pháp như vậy. Lan Nhược Bình vô cùng không cam lòng, nhưng vậy thì sao? Có không cam lòng đến đâu cũng không thể tăng sức chiến đấu cho gã, sẽ chỉ khiến cảm xúc ảnh hưởng dẫn đến suy yếu sức chiến đấu. Cán cân thắng thua không ngừng nghiêng hướng Giang Dược Phong, Lan Nhược Bình cách thua trận chỉ còn là vấn đề về thời gian. Quả nhiên mấy trăm chiêu sau Lan Nhược Bình bị Giang Dược Phong một đấm đánh chúng liên tục hộp máu thua trận. Lúc trước Lan Nhược Bình dõng dạc tuyên bố, giờ bị Giang Dược Phong cùng đánh cấp hạ gục, gã quá mất mặt trực tiếp quay đầu rời đi, không về đạo tràng. Không biết là Giang Dược Phong làm bộ làm tịch hay sau này sẽ không quay về. Giang Dược Phong cười tủm tỉm nắm hai tay lại vái mọi người. Đã nhường đã nhường, quả nhiên tao ách nhất, khiến người mặc cảm không bằng, xấu hổ bỏ đi. Một tiên vương cửu trọng thiên mở miệng nói, hừ, các người thật to gan, trong tiên vương cửu trọng thiên rất trẻ, lửa sinh mệnh chỉ đố mấy ức năm đã bước vào cửu trọng thiên, có thể nói tiến cảnh như bay. Tiên vương cửu trọng thiên trẻ tuổi bước nhanh ra, muốn nổi tiếng đến bị điên, đạo tràng của phá nhạc thiên tôn cũng dám đến quấy phá. Bùm, không thấy tiên vương cửu trọng thiên sử dụng lực lượng gì nhưng chân đạp xuống trời lắc đất sung, như thể trời sợ gã. Đinh Bình đi ra, thản nhiên nói, ngươi là ai, tiên vương cửu trọng thiên trả lời, bản thiếu ra tên thi viên, gia phụ là, vô khuyết thiên tôn, vô khuyết thiên tôn, Đinh Bình khẽ ừ, nhớ ra vô khuyết thiên tôn là cường giả tam bộ, hèn gì có thể bồi dưỡng ra tiên vương cửu trọng thiên trẻ tuổi như vậy. Nhưng thi viên không có khả năng lớn bước vào thiên tôn, bởi vậy gã mới đến đây, hy vọng thất bộ trí tôn có thể trợ giúp gã đi ra bước then chốt vô cùng. Thành tựu thiên tôn mới chính thức xếp vào đỉnh mạnh nhất trên đời. chương 3413, gỡ chiêu bài, thi viên tiếp tục bảo, các người chắc cũng là hậu đài của thiên tôn đi, các tiên vương cùng ồ lên, rất giật mình. Đa số người ở đây không có bối cảnh thiên tôn, dù là nhất bộ cũng khiến họ ngước nhìn, bọn họ chỉ là học đồ trong đạo tràng chứ không phải đệ tử thân truyền của phá nhạc thiên tôn nào dám lỗ mãng đắc tội thiên tôn đinh bình lạnh nhạt nói đúng thì sao không phải thì sao thi viên cười vinh váo nói ha ha cũng không có gì chẳng qua thấy các người hình như nắm giữ pháp thuật thiên tôn nên muốn xác nhận hai nắm tay rung nhẹ tỏa ánh sáng rực rỡ thi viên ngạo nghễ nói ở trước mặt bản thiếu ra dù các người có bối cảnh gì cũng vô dụng đinh bình hừng hực chiến ý vậy thì đến chiến Trước mặt sư phụ tuyệt đối không thể đánh mất sĩ khí được. Bùm, thi viên sông lên tung ra cú đấm, quy tắc tối cao quấn quanh nắm tay của gã. Ở đẳng cấp quy tắc thì thế này đã là không gì sánh được. Đinh Bình không sợ, cũng ngơ đấm nghênh đánh. Bùm 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 bùm, hai người không ngừng va chạm, tràn ngập tự tin lực lượng của mình, muốn hạ gục đối phương ngay trước mặt. Cửu yêu hỏi, sư phụ, Đinh Sư Huynh chắc sẽ không thua. Hiện tại tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, cửu yêu không nhìn ra ai chiếm ưu thế. Đại Hắc Cẩu giành nói, yên tâm, Tiểu Bình Tử có sức mạnh bẩm sinh, cùng đẳng cấp muốn so khí lực với hắn. Hơn nữa Tiểu Bình Tử tu luyện bất diệt thiên kinh, thích hợp đấu cứng thế này. Viên gì đó chỉ đang cậy mạnh, Cẩu ra bảo đảm với người hắn tuyệt đối không chống qua 100 chiêu. Cửu yêu gật đầu, Đại Hắc Cẩu là nhị bộ thiên tôn, không thể nào nhìn lầm. Quả nhiên mới hơn 80 chiêu thi viên đã chật vật thụt lùi, mặt đỏ ửng, hai cánh tay kỳ quặc rũ xuống. Đó là vì xương tay của thi viên đều bị chấn vỡ, nhưng lúc trước gã sĩ diện cưỡng ép dùn nguyên lực ngưng tụ xương gãy, cho rằng Đinh Bình cũng giống như gã. Giờ thi viên không chịu nổi nữa nên thao tan tác, Đinh Bình khách sáo giờ nắm tay vái. Đã nhường, lão tham nhảy ra trầu phúng cả đám, có ai biết đánh không, không có ai đánh cho ra hồn sao. Đám tiên vương im thiên thít, Đinh Bình quá mạnh, dưới cửu trọng thiên đương nhiên không đỡ nổi một đòn. Dù là cường giả cửu trọng thiên thì ai dám bảo đảm có thể ngang ngửa với gã. Lão tham cười to bảo, thiên tôn chó má gì dậy ra một đám, cặn bã vô dụng, còn không mau gỡ bỏ chiêu bài. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, chiêu bài là mặt mũi của nguyên đạo tràng, nếu đập nát chiêu bài thì trước khi đòi lại ván đã thua phá nhạc đạo tràng có thể tiếp tục sao? Không ai chịu nổi mất mặt như vậy, nên đám tiên vương điên lên, đám người trần thủy tĩnh nhìn hướng lăng hàn, lăng hàn gật đầu nói, gỡ, còn gì khách sáo với phá nhạc thiên tôn, cứ thỏa thích đánh mặt, khiến đối phương càng khó chịu càng tốt đám đệ tử nghiêm nghị đồng ý, tuân lệnh sư tôn, bọn họ bay hướng đạo tràng, đám tiên vương giống to, dừng tay, nếu để người thật sự đập vỡ chiêu bài của đạo tràng thì bọn họ còn mặt mũi nào lăn lộn nữa. Ninh Hải tâm tùy tay ấn, nhất bộ thiên tôn cường đại biết bao, khí thế đè ép khiến tất cả tiên vương cảm giác ngực cứng lại không thể nhúc nhích nữa. Thỏ tử chạy rất nhanh, a à, a, à, thỏ ra đến đây, so đấu xem ai gỡ chiêu bài xuống trước, lão tham chui xuống đất, ai sợ ai thạch nhân cuộn tứ chi lại thành quả cầu đá lăn tới trước. Hoa hoa hoa, âm 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 âm, cơ thể nặng nề nghiền vết hằn sâu trên đường đi như hóa thành dòng sông nhỏ. Tiểu thanh bay trên trời, nhanh như tia chớp, đại hắc cầu dùng móng vuốt gãi cổ, thật là một đám hỉ mũi chưa sạch, chơi chán chết. Vẻ mặt đại hắc cầu khinh miệt, nhưng nó chạy ra ngoài nhanh nhất. Cầu ra mới là số một, veo, đại hắc cầu là nhị bộ nên tất nhiên đến sau mà tới trước, nhảy người chợt lóe đã đến dưới đạo tràng, nhảy lên cao cắn tấm biển xuống. Thỏ tử, lão tham, thạch nhân la lên, cầu ra uy vũ, cầu ra bá khí, cầu ra ngực bự, đại hát cầu đá thạch nhân văng ra, ngực bự cái đầu ngươi, có biết nói chuyện không hả, thạch nhân lăn lông lốc trở về, lão tham nhận lấy chiêu bài, đó là tấm biển màu vàng viết bốn chữ phá nhạc đạo tràng, cực kỳ đại khí bàng bạc. Lão tham khiêu khích nói, đám tử tôn kia, chiêu bài nằm trong tay tham gia, ai muốn thì cứ nhào qua lấy đám tiên vương tức xì khói nhưng không thể nhúc nhích chút nào bị hơi thở của thiên tôn áp chế tiên vương tấn công được mới lạ không phải mỗi người đều tên là lăng hàn đám đại hát cầu nâng chiêu bài về vênh váo hĩnh mũi nhìn trời khó trách lúc trước luôn bị năm trí tôn áp chế cỡ như đại hát cầu còn bị bắt làm tù đồ thật lâu mới vậy nghẹn cục tức trong bụng lăng hàn cười nói chiêu bài ở trong tay ta mấy ngày này ta ở phong lai khách điếm muốn lấy thì cứ lại đây Lăng Hàn cố ý che giấu tung tích nên đám tiên vương chỉ nghe được giọng nói, không biết ai đang nói. Lăng Hàn xoay người đi trước, đi, phá nhạc không có mặt, tiếp tục gây rối cũng vô nghĩa. Dù sao đã gỡ chiêu bài xuống mua với tát phá nhạc một bạt tai. Lão tham cố ý nói, đạo tràng tệ hại, không có một người đánh cho ra hồn. Ai, vô địch thật là cô đơn, thạch nhân đã bị nhiễm thói xấu. Đám thỏ con, có ngon thì nhào vô, bốp, thạch nhân bị thỏ tử đạp vào mặt. Thạch nhân ngây thơ hỏi, vẻ mặt khó hiểu uất ức. Gì vậy, thỏ tử rậm chân nói, ngươi mới là thỏ con. a à, thạch nhân rất nhanh nhạy, biết mình đụng vào điều thỏ tử kỵ nhất, vội vàng sửa miệng. Đám chó con các ngươi, bốp, đại hát cầu đá bay thạch nhân, lão tham vui sướng khi người gặp họa nói. Thật là ngốc, không biết nói chuyện, tiểu thanh vỗ cánh bay cao trên trời, vẻ mặt vừa khinh thường vừa xấu hổ. Cả nhóm đánh lộn đùa giỡn không thèm để phá nhạc đạo tràng vào mắt các tiên vương mắt vé lửa hận không thể đi lên liều mạng nhưng còn cách nào đâu bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm lăng hàn rời đi có người hỏi các vị chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi xem sao chứ làm sao bây giờ trong bọn họ chắc chắn có thiên tôn dù chúng ta cùng lên cũng chỉ là chịu chết kỳ lạ nếu là thiên tôn thì sao không biết phá nhạc đại nhân cường đại tại sao còn dám lại đây cản dỡ hay chúng ta đi mời một vị thiên tôn ra tay nếu chúng ta có thể cướp lại chiêu bài thì cũng dạng dỡ mặt mày. Trường 3414, mắng chửi. Hừ, thiên tôn đâu phải ngươi đi mời là người ta sẽ ra tay. bổn tỏa có quen một vị thiên tôn, nếu mời với danh nghĩa của phá nhạc đại nhân thì tin tưởng hắn chắc chắn sẽ ra tay. Cũng đúng, chúng ta không đủ mặt mũi nhưng chắc chắn mặt mũi của phá nhạc đại nhân rất lớn. Đi đi đi, đám người lăng hàn đi về, hắn không đến gặp đám nữ nhân mà ở lại một trấn nhỏ gần đó. Nơi này có một khách điếm, phong lai khách điếm đúng như lúc nãy hắn giới thiệu. Đoàn người ở trong khách điếm, toàn kẻ hào ăn, gọi mâm cơm ngon rượu ngon sau đó vùi đầu ăn. Lão tham vừa uống rượu vừa hỏi, các ngươi nói xem khi nà phá nhạc sẽ đến. Lão tham không uống bằng miệng mà thò mấy nhánh rễ vào trong vò hút rượu. Đại hắc cẩu đoán, hắn không nuốt trôi cơn tức này, rất nhanh sẽ đến. Đinh Bình lắc đầu nói, chưa chắc, những người này có lẽ không báo lên trên đâu theo ta thấy rất có thể họ sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Lão Tham khinh thường nói, mấy tên tiên vương lông lôn côm thì làm được gì, dường như Lão Tham đã quên mình chỉ là một tiên vương. Cửu yêu góp ý, có lẽ họ mời được thiên tôn thì sao, đám người trần thủy tính, giang dược phong gật gù đồng ý. Ừm, lăng hàn nhàm chán ngáp dài, hắn luyện tâm trong hồng trần hy vọng có thể sớm ngày đột phá lục bộ, không ngại đám tiên vương dở cho gì. Dù sao cuối cùng phá nhạc chắc chắn sẽ xuất hiện. Chờ càng lâu thì khi đánh sẽ càng sảng khoái, không chừng có thể đánh phá trói buộc, khiến hắn đột phá. Mọi người uống đến say bí tỉ, rượu bình thường dĩ nhiên không có hiệu quả đó, nhưng Lăng Hàn lấy tiên vương đại dược làm nguyên liệu chế ra rượu tiên khiến tiên vương cũng phải say. Chỉ có đại hắc cẩu, Ninh Hải Tâm là ngoại lệ. Đại hắc cẩu nhàn nhã nhấp rượu, Ninh Hải Tâm thì đứng sau lưng Lăng Hàn, cung kính hầu hạ sư tôn. Ninh Hải Tâm không thay đổi tấm lòng ban đầu, lúc chạm trần thế nào thì khi là nhất bộ vẫn như vậy chưa qua nửa ngày ngoài khách điếm đã đông người từng hơi thở mạnh mẽ dâng lên nhiều cường giả đẳng cấp tiên vương đại hát cầu đứng bật dậy giống to hả muốn đánh nhau lang hàn lắc đầu nói bình tĩnh đừng nóng con chó to này dù đã vào thiên tôn vị nhưng vẫn nóng nảy táo bạo không có kiên nhẫn bên ngoài truyền đến thanh âm thượng sư chúng ta muốn bái sư bái sư đại hắc cầu vui vẻ hắng giọng hỏi các ngươi muốn bái bản tôn làm sư đại hát cầu cố ý giả bộ nghiêm túc hơi thở thiên tôn khuếch tán trên lên tận trời, dưới xuống cửu u, rất kinh người. Quả nhiên đám tiên vương ở bên ngoài cảm ứng được hơi thở cường đại này liền xác định đại hắc cầu không tầm thường. Bọn họ không thấy, người, nhưng vẫn quỷ gối xuống. Xin thượng sư khai ân, đại hắc cầu cười gian, pháp không thể tuyển dễ dàng, tại sao bản tôn phải truyền cho các ngươi? Người bên ngoài nhìn nhau, ô, thượng sư, không từ chối ngay, có cơ hội, bọn họ quỳ xuống rồi không thể đứng dậy nữa, cung kính quỳ tạp xuống bày tỏ chân thành đại Hắc cầu không ngăn cản họ con chó hố hàng này thích nhất là lừa người đại hát cầu khó tin hỏi nhưng đám người này thật can đảm biết rõ chúng ta gỡ chiêu bài của phá nhạc mà còn dám lại đây bái sư lang hàn cười nói bởi vì chúng ta cỡ chiêu bài của phá nhạc nên họ mới dám đến đại hát cầu kinh ngạc hỏi ý ngươi là họ cho rằng chúng ta có thể đối kháng phá nhạc ai chẳng biết thất bộ vô địch dù lăng hàn cũng là thất bộ nhưng ai dám kẹp ở giữa làm vật hy sinh mạo hiểm đắc tội một thất bộ đi ôm đùi của thất bộ khác là hành động cực kỳ không khôn ngoan lăng hàn lắc đầu nói chắc họ không biết lai lịch thật sự của phá nhạc đạo tràng đại hắc cầu sửng suốt sau đó chợt hiểu không phải tất cả tiên vương đều có tư cách biết thất bộ trí tôn như lăng hàn dù bước vào thiên tôn thì ban đầu không rõ trên đời có mấy thất bộ ai là ai vậy thì bằng vào cái gì tiên vương biết thông tin này bọn họ chỉ biết phá nhạc đạo tràng cực kỳ không tầm thường có thiên tôn tỏa trấn vậy mà nhóm lăng hàn dám đến đá quán điều này nói lên cái gì ít nhất lăng hàn không thua thiên tôn của phá nhạc đạo tràng bọn họ đến đây ôm đùi nếu được thiên tôn thu làm đệ tử không chừng sẽ có cơ hội bước ra một bước cuối lăng hàn không quan tâm bọn họ thích quỳ thì cứ để họ quỳ một ngày qua đi hai ngày ba ngày nhóm lão tham đã tỉnh rượu nhưng rất đau đầu không đến thiên tôn sẽ bị quy tắc trói buộc bị say cũng không lạ Bọn họ trông thấy tiên vương quỳ ngoài khách điếm thì giật nảy mình, xảy ra chuyện gì? Mỗi qua một ngày sẽ có nhiều tiên vương đến tìm, họ đều nghe tiếng chạy lại bái sư. Sau khi biết tình huống, họ liền quỳ xuống bất chấp tất cả, cầu thiên tôn trong nhóm lang hàn thu làm đệ tử. Với tiên vương đừng nói quỳ mấy ngày, có quỳ một kỷ nguyên cũng không có gì khó chịu. Nên trong thời gian ngắn không ai bỏ cuộc, được bái vào môn hạ của thiên tôn là may mắn lớn hiếm có biết bao. Huống chi chỉ là quỳ chứ không phải đi cổ tích mạo hiểm, không có nguy hiểm sinh mệnh gì hết. Hơn 10 ngày sau Tiên Vương tụ tập càng lúc càng nhiều, một số Thăng Nguyên, Tiên phủ cũng đến thử vận may, không chừng Lăng Hàn nhìn chúng bọn họ thì sao? Lăng Hàn đang rảnh rỗi nên dùng thần thức soi đám người này, với thực lực của hắn chẳng cần ra mặt, từ xa có thể tra xét. Hắn muốn xem thử có tìm được đốm sáng trong thức hải của bọn họ không. Hiển nhiên đây là chuyện không thể nào, người có đốm sáng trong thức hải ít đến tội, nếu không thì mật mã sinh mệnh thật không đáng tiền lăng hàn có thể gặp ninh hải tâm mở ra hình thức ban đầu loại lực lượng thứ 8 là đã siêu may mắn lại qua mấy ngày nên đến rốt cuộc tới một giọng nói từ xa sôi vọng lại cuồng đồ to gan còn không đi ra xin tha có mấy người trong đám tiên vương quỳ quanh khách điếm nhảy cẫng lên hét to to gan dám vô lễ với thượng sư không mau đi ra chịu chết ha 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 phải không mới rồi còn xa xăm nhưng trước mắt đã có một lão nhân lùn tịt xuất hiện trên đường cái lưng hơi gù tay dài mặt mũi không bắt mắt. Lão già nhìn mấy tiên vương đứng ra, vất nhẹ tay phải. Tiên vương nho nhỏ cũng dám cản rỡ trước mặt bản tôn. Nhìn như chỉ nhẹ vẫy tay nhưng bùm bùm mấy tiếng, vài tiên vương vỡ nát thành mấy cục thịt, máu chảy đầy đất. Keng, thiên địa rung động, mưa máu rơi, đau thương vô tận lan tràn tiếc thương cho các tiên vương biến mất. Cái này, chương 3415, quỳ xuống, tiên vương khác giật nảy mình, quá đáng sợ, chỉ vẫy tay đã làm bảy tiên vương không chút chống cự chết đi, bên trong có một bát trọng thiên. Đây là, thiên tôn, những thiên vương đều hoảng sợ, một số run cầm cập. Bọn họ đến bái một vị thiên tôn nhưng không hề muốn gây sự với thiên tôn khác. Tay chân mảnh mai như bọn họ làm sao chống lại nổi thiên tôn. Lão nhân thấp lùn nói, ánh mắt sắc lạnh liếc qua. Đứng lên hết cho bản tôn, đám thiên vương không dám không nghe, 10 thiên vương đỉnh cửu trọng thiên mới chịu nổi một chuẩn thiên tôn, 10 chuẩn thiên tôn mới ngang ngửa một nhất bộ lão nhân này dù chỉ là nhất bộ cũng cần hơn 300 tiên vương đỉnh cửu trọng thiên mới chịu nổi. Đám tiên vương ở đây khá đông nhưng được vài người đến đỉnh cửu trọng thiên. Chỉ cần thiên tôn này muốn thì có thể chớp mắt đổ sạch bọn họ. Lão nhân thấp lùn nói, mắng chửi cho bản tôn, lão già tự trọng thân phận, đương nhiên không thể chửi lộn. Nhóm lăng hàn thấy lão giá lâm mà không đi ra, còn không trả lời trả vốn, khiến lão cực kỳ tức giận, lão dù gì là nhất bộ thiên tôn, các người thật không nể mặt. Đám tiên vương ngó nhau, bọn họ không dám đắc tội lão già thấp lùn cũng không dám đắc tội nhóm lăng hàn hai bên đều là thiên tôn hiện tại bọn họ rất hối hận nếu sớm biết chuyện phá nhạc đạo tràng chưa giải quyết thì vội vàng chạy đến đây làm gì không lẽ vị này là phá nhạc thiên tôn lão nhân thấp lùn liếc mắt qua ánh mắt hung dữ sắc bén Hửm, không mở miệng được tốt để bản tôn giúp các ngươi lão nhân quét trưởng bùm một cái lại một tiên vương nổ thành huyết vũ hung uy dựng lên những người khác không do dự nữa không có gì bằng mạng nhỏ của mình người bên trong nghe đây vị đại nhân này kêu các ngươi đi ra đi ra mau đừng để vị đại nhân này đợi lâu đám tiên vương la ó nhưng không dám chửi tục nếu không đắc tội nhóm lang hàn thì bọn họ vẫn chỉ có đường chết nhưng mặc cho bọn họ la lối thì không ai trong khách điếm đi ra hình như sợ hoặc coi khinh lão già thấp lùn lộ vẻ mất kiên nhẫn lão đường đường là thiên tôn đâu có thời gian lãng phí ở đây lão chuẩn bị ra tay lão nhân thấp lùn nói bản tôn tên thương viêm thương viêm thiên tôn nhìn chằm chằm vào khách điếm áp lực nặng nề bao phủ làm nguyên ngôi nhà rung rung thương viêm thiên tôn còn nương tay không thì một ý nghĩ của lão là cả khách điếm sẽ sụp đổ thấy đám lăng hàn mãi không dám ra đây ứng chiến một số tiên vương cho rằng bọn họ hèn tự biết không đánh lại thương viêm thiên tôn thế là bọn họ lao lên quát mau lăn ra đây đừng để thương viêm đại nhân chờ lâu đây là thương viêm đại nhân người ở bên trong còn không mau mau đi ra quỳ nghinh Thương viêm thiên tôn chắp hai tay sau lưng cười nhạt. Thương viêm thiên tôn không tin đám người lăng hàn chịu đựng được bị một đám tiên vương nhục mạ. Nhưng khiến thương viêm thiên tôn thấy lạ là mặc cho đám tiên vương khiêu chiến cỡ nào thì không ai bước ra khỏi khách điếm. Làm cái quỷ gì, thương viêm thiên tôn rất thận trọng, lão chỉ là nhất bộ, đụng phải nhất bộ khác không có ưu thế gì. Bởi vậy thương viêm thiên tôn ở bên ngoài khiêu chiến vì muốn trước tiên xác nhận thân phận của đối thủ. Trên đời chỉ có vài thiên tôn, trừ cá biệt cực kỳ điệu thấp xa còn lại từng người lão đều quen, ít nhất biết mặt. Nhưng đối phương thật lâu không ra khiến thương viêm thiên tôn nghi ngờ. Chẳng lẽ đối phương không phải thiên tôn mà là chuẩn thiên tôn, nên không dám ra gặp người. Rất có thể, vậy chắc bây giờ đối phương đang chuẩn bị chạy trốn. Thương viêm thiên tôn vẫn thấy khó hiểu, nếu những người này chỉ là chuẩn thiên tôn thì tại sao gan to bằng trời đến đi phá nhạc đạo chẳng quấy rối? Hay là muốn nổi tiếng nên mốc tới mức phút sâu hùng của thất bộ trí tôn? Vì khó hiểu nên Thương Viêm Thiên Tôn mãi không dám hành động. Có thể trở thành Thiên Tôn tất nhiên là tràn đầy kiên nhẫn, nhưng đợi nửa ngày sau Thương Viêm Thiên Tôn không kiềm chế được nữa. Không thể cứ để dây dưa như vậy mãi đi, Thương Viêm Thiên Tôn nhìn qua một Tiên Vương, "Ngươi, vào xem." Tiên Vương sợ đứng tim, "Ta, Tiên Vương thầm nghĩ, các ngươi thần tiên đánh nhau liên quan gì người phàm như ta?" Thương Viêm Thiên Tôn lạnh nhạt hỏi, "Ngươi không đi?" Tuy trong giọng nói không gay gắt nhưng toát ra lạnh lẽo khiến người sợ hãi tiên vương không dám nói gì co cẳng chạy nhanh vào khách điếm thương viêm thiên tôn cũng từng giết người tiên vương này không muốn bị giết ngay tại chỗ mới đầu tiên vương còn chạy nhanh đi một hồi thì chậm dần có vẻ do dự tiên vương muốn dừng lại nhưng nghe sau lưng có tiếng thương viêm thiên tôn hử lạnh gã đành bước vào trong khách điếm sau đó không có tiếng động gì nữa thương viêm thiên tôn nhướng mày tại sao không có phản ứng tình huống gì thương viêm thiên tôn chỉ vào một tiên vương ngươi đi vào tiên vương mếu trước đó một tiên vương đi vào như châu đất xuống biển không còn động tĩnh nếu gã đi vào thì sống chết khó đoán tiên vương muốn lắc đầu nhưng thấy khuôn mặt âm lạnh không biểu tình của thương viêm thiên tôn thì gã nào dám nói một chữ không đành cắn giang đi tiếp một bước hai bước tiên vương chậm chạp vào khách điếm sau đó không có động tĩnh gì đệt rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì thương viêm thiên tôn trầm tư đám tiên vương lặng lẽ thụt lùi muốn rời đi thương viêm thiên tôn lạnh lùng nói trước khi bản Tôn mở miệng nếu ai dám rời khỏi thì tự gánh lấy hậu quả. Đám người mới nhấc chân lên lại đặt chân xuống, ai có thể phớt lờ Thiên Tôn uy hiếp, Thương Viêm Thiên Tôn một hơi chỉ vào bốn người, "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, cùng nhau đi." Bốn người kia không biết làm sao, kiên trì đi hướng khách điếm. Khi bọn họ vào cửa khách điếm thì như vào cái hang không đáy, không còn động tĩnh gì. Không có thanh âm, không có đánh nhau, không có cả hơi thở, như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thương viêm thiên tôn nhìn chằm chằm khách điếm. Không lẽ chỗ này là đầm rồng hang hổ? Thương viêm thiên tôn phất tay. Cùng nhau lên, đám thiên vương dù không cam lòng, không muốn chút nào nhưng trước dâm uy của một vị thiên tôn thì chỉ có thể nghe theo. Bọn họ tiến lên trước, hoặc từ cửa cái hoặc leo cửa sổ vào khách điếm. Giống như trước đó, không còn động tĩnh gì. Bốn phía im ắng, trời trong mây trắng nhưng cảm giác như động quỷ. Thương viêm thiên tôn nhíu chặt mày, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất quỷ dị. Thương viêm thiên tôn hơi hối hận đồng ý đi chuyến này, dễ gì làm thân với thất bộ. Thương viêm thiên tôn thầm thở dài, đã quyết định, chương 3416, mời rời đi. Lên, thương viêm thiên tôn xài bước, bùm, tinh khí thần trong phút chốc lên cao đến đỉnh, thương viêm thiên tôn đã sẵn sàng sẽ đại chiến một trận. Vèo, một bóng đen bay ra khỏi khách điếm, thương viêm thiên tôn ngước lên nhìn, lộ vẻ vẻ kinh ngạc, bởi vì đây là một chiếc ly rượu. Ly rượu, làm gì, ném ly làm ám hiệu, định cùng sông lên vây công lão sao thương viêm thiên tôn mới lóe lên suy nghĩ thì thấy ly rượu đã đập xuống đầu lão hử lạnh định một đấm đánh nát ly ong 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 ly rượu phát ra lực lượng khủng bố như vì sao vạn cổ đập xuống thương viêm thiên tôn cảm giác lưng chợt nặng nề không kiềm được ướt mồ hôi hai chân không chịu nổi lực lượng khung trời vạn cổ lão quỳ xuống chuyện gì thế này thương viêm thiên tôn vừa kinh vừa giận đường đường là thiên tôn mà quỳ xuống ven đường làm sao lão chịu nổi nhưng thương viêm thiên tôn càng sợ hơn, người ở bên trong không ra mặt, chỉ ném một cái ly đã chân áp lão, đây là thực lực như thế nào. Bộp, ly rượu rớt chúng ngay đỉnh đầu thương viêm thiên tôn, vững vàng dựng đứng. Thương viêm thiên tôn không thể đứng dậy, ly rượu nặng trịch, dù lão có lực lượng đặc biệt của vị diện cũng không cách nào đối kháng, chỉ có thể quỳ như vậy, không ngã gục, không đứng lên nổi. Thực lực cách biệt lớn như trời, thương viêm thiên tôn thầm thở dài, lão thua chắc rồi. Ai kêu lão chưa biết chuyện gì đã mù quáng chạy đến, may mắn người ta chỉ khiến lão quỷ chứ không xuống tay giết, không thì lão chết chắc. Vèo, một đống tiên vương ra khỏi khách điếm, vẻ mặt hoang mang. Bọn họ đi vào khách điếm liền bước vào không gian tối tăm vô ngần, đi cỡ nào cũng không tìm thấy lối ra. Mãi đến vừa rồi họ bỗng thấy một luồng sáng, đi theo ánh sáng đó rồi tự dưng đi ra. Nhưng rồi họ bỗng hút ngụm khí lạnh, mở ơi, tình huống gì, thương viêm thiên tôn quỳ trước cửa khách điếm, ôi chào ơi mới rồi còn vinh váo kiêu căng như cao thủ số một thiên hạ vậy mà bây giờ quỳ xuống khó tin thật bọn họ đều hoảng sợ họ vào khách điếm không cảm nhận được không gian chuyển đổi một vị thiên tôn thì quỳ xuống đủ chứng minh người trong khách điếm mạnh cỡ nào một số tiên vương quỳ xuống hết to hướng khách điếm đại nhân huy vũ tiên vương giải thích đại nhân chúng ta chỉ vì bị buộc những tiên vương lúc trước mở miệng mắng chửi thì run cầm cập có ai ngờ nhóm lang hàn phất lờ thương viêm thiên tôn không phải vì không đánh lại mà do coi thường lão. Nhìn thương viêm thiên tôn xem, chắc lão muốn tấn công kết quả không vào được cửa khách điếm, trực tiếp quỳ xuống. Đương nhiên dù thương viêm thiên tôn chật vật đâu thì bọn họ không có tư cách vung tay múa chân. Trong khách điếm truyền ra giọng nói kiêu ngạo, xéo, đừng để cậu ra nhìn thấy người nữa. Vèo, ly rượu trên đỉnh đầu thương viêm thiên tôn lập tức bay về. Thương viêm thiên tôn đứng dậy, vái hướng khách điếm rồi xoay người đi. Lão không có mặt mũi nào ở lại, được giữ một mạng phải biết cảm ơn người ta nương tay cho, đâu dám có ý nghĩ báo thù. Đại Hắc Cầu đắc ý mượn uy vũ của Lăng Hàn. Tuy Đại Hắc Cầu là nhị bộ, thực lực cao hơn xa thương viêm thiên tôn, nhưng không thể một ly rượu trấn áp đối phương, chỉ có Lăng Hàn mới làm được. Đám tiên vương lại quỳ xuống, biểu tình cuồng nhiệt, thượng sư, oách quá, nếu được bái vào môn hạ thiên tôn như vậy làm sư phụ thì tương lai sáng lạn rồi. Trong khách điếm, Đinh Bình nói sư phụ đoán chính xác nhất quả nhiên lão giả phá nhạc không xuất hiện đại hát cầu cáo kính đạp đinh bình sang bên bớt phút mông ngựa đi ý của ngươi là cầu ra đoán không chính xác tiếp theo chắc phá nhạc sẽ xuất hiện lang hàn lắc đầu nói chưa chắc đại hát cầu trợn to mắt hỏi chưa chắc mặt da của phá nhạc bị xé đến khi nào mới thấy đủ lang hàn cười nói hiện tại phá nhạc chưa biết việc này nhất bộ tay trắng quay về thì tiếp theo có thể sẽ xuất hiện tam bộ Tứ bộ, sau đó phá nhạc mới nhận được tin tức. Đại hát cầu thất vọng, ai, vậy là cầu ra muốn xem kịch vui còn phải đợi. Lăng Hàn nói, dù bây giờ phá nhạc đến ngươi cũng không thể ở bên cạnh xem kịch. Sức chiến đấu thất bộ đánh nhau thì dư ba có thể đánh chết lục bộ, nên không ai có thể bàng quan. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ trôi. Khoảng ba tháng sau, đúng như Lăng Hàn đoán, lại có một thiên tôn đến nhưng không phải phá nhạc mà là tam bộ. Đại hát cầu khó chịu cầu nhau chết tiệt, thật sự bị tiểu tử nhà ngươi đoán chúng. Lúc trước đại hắc cầu không phản bác lời lăng hàn nhưng trong lòng vẫn mong đợi phá nhạc đến. Kết quả là, ai, tam bộ thái độ khách sáo, vái chào hướng khách điếm. Bản tôn tên tam tiến, không biết vị đạo hữu nào ở chỗ này. Lăng hàn chỉ nhấp ngụm rượu, đám người ninh hải tâm không được hắn ra lệnh thì không thể đối đáp. Đại hắc cầu thầm bực mình nên lười trả lời. Tam tiến thiên tôn đợi một lúc không thấy ai đáp lại thì lộ vẻ khó chịu. Tam tiến thiên tôn là tam bộ trong đẳng cấp thiên tôn thuộc hàng lớp giữa, vậy mà nhất bộ không chịu trả lời lại một câu, sĩ diện hơi quá đáng. Tam tiến thiên tôn lên tiếng, đạo hữu oan gia nên gỡ không nên bút, không biết đám người lăng hàn sâu cạn nên Tam tiến thiên tôn nói chuyện vẫn rất khách sáo, chủ yếu là hòa giải. Nên biết phá nhạc đại nhân là thất bộ trí tôn, lực lượng mạnh nhất cõi đời không thể sánh bằng. Cái gì, phá nhạc là thất bộ? Nghe câu đó những tiên vương đang quỳ đều run lẩy bẩy. Tiêu đời, bọn họ còn đang quỳ lăng hàn chẳng phải là công khai đối địch với thất bộ trí tôn sao. Tam tiến thiên tôn tạm dừng, thấy khách điếm vẫn không phát ra tiếng động, tiếp tục bảo. Hiện tại phá nhạc đại nhân vẫn chưa thu đến tin tức, cho nên đạo hữu đưa trả chiêu bài, tặng chút quà xin lỗi thì có thể giải quyết trong hòa bình. Tam tiến thiên tôn ngừng lại, chờ đợi trong khách điếm trả lời. Nhưng vẫn không có tiếng động, tam tiến thiên tôn càng bất mãn, gã đã nói đến mức này rồi mà vẫn không nhận được đáp lại gã là tam bộ thiên tôn, là tam bộ, tam tiến thiên tôn tiến lên trước một bước, bùm, hơi thở dâng lên, tam tiến thiên tôn tiên lễ hậu binh, nếu khuyên nhủ không có hiệu quả vậy đành dùng vũ lực. Trong khách điếm, Lăng Hàn quay đầu nói với Ninh Hải Tâm. Hải Tâm, người đi đuổi hắn, Ninh Hải Tâm cung kính nói, vâng thưa sư phụ, Đinh Bình vội nói, sư phụ, Ninh Sư muội chỉ là nhất bộ, chắc không đánh lại người đó. Đại Hắc Cầu nói, đúng rồi, người tự mình ra tay đi nhất bộ đụng tam bộ là tự dâng thịt lên miệng, chương 3417, phá nhạc đến, Ninh Hải Tâm không phải Lăng Hàn, năng lực chiến đấu cùng đẳng cấp chỉ trung bình. Lăng Hàn cười nói, không sao, Ninh Hải Tâm lắc người đã đứng ngoài khách điếm, tam tiến thiên tôn lập tức dừng lại, gã cực kỳ kiêng rè đoàn người Lăng Hàn, nhưng nhìn lướt qua thấy Ninh Hải Tâm chỉ là nhất bộ thì thầm mắng mình sao quá rụt rè sợ hãi. Ninh Hải Tâm lạnh nhạt thản nhiên nói, các hạ, mời đi cho, tam tiến thiên tôn muốn nổi khùng lên, một nhất bộ nho nhỏ mà muốn đuổi gã đi. Nhưng nhìn Ninh Hải Tâm làm lửa giận dâng trào trong lòng gã dần phai nhạt. Tam Tiến Thiên Tôn không từ chối, ngữ điệu khó xử nói: "Thế này không ổn lắm, bản tôn được người nhờ đến." Ninh Hải Tâm lạnh nhạt nói: "Vậy ta cũng kính nhờ các hạ đi ngay bây giờ." Tam Tiến Thiên Tôn do dự, gã không nên đi như vậy, vì được người ta cầu khẩn, còn thu ích lợi. Nhưng lời nữ nhân này nói đánh động tâm linh của gã, làm gã bất giác muốn nghe theo trong lòng có thanh âm bảo Tam Tiến Thiên Tôn đừng nghe theo, nhưng gã không làm được. Tam Tiến Thiên Tôn gật đầu nói, được, sau đó dứt khoát rời đi, đệt, vậy cũng được, đám người trong khách điếm giật mình đến ra đầu tê dại. Lăng Hàn đã rất oách, có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới, xứng là chiến thần. Còn Ninh Hải Tâm, sức chiến đấu của nàng bình thường, nhưng khiến người cao hơn hai cảnh giới nghe lệnh mình. Không chiến mà làm người khuất phục, không thua kém Lăng Hàn chút nào. Đại Hắc Cầu nhìn muốn rớt trong mắt, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Này tiểu hàn tử, đồ đệ này của ngươi hơi lợi hại, ưng, sắp theo kịp cầu ra. Đại hắc cầu tự dán vàng lên mặt mình, lăng hàn mỉm cười, đến nay hắn chưa hiểu năng lực thân thiết của Ninh Hải Tâm là ra sao, ảnh hưởng người khác như thế nào. Nhưng qua nhiều năm nghiên cứu có thể cho Ninh Hải Tâm chủ động vận chuyển loại năng lực này. Hơi giống lăng hàn, hắn ở thiên tôn cảnh có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới. Ninh Hải Tâm thì tối đa ảnh hưởng thiên tôn cao hơn mình hai cảnh giới đốm sáng trong thức hải dường như có gì đó rất ghê gớm nếu lấy đó làm tham khảo thì không chừng sẽ phát hiện được nhiều người có đoàn sáng hơn vấn đề là ngay từ đầu ninh hải tâm cực kỳ bình thường nếu lăng hàn không xuất hiện có lẽ nàng sớm chết trong buồn bực làm gì có cơ hội bước vào thiên tôn trong tiên vương thăng nguyên cảnh có thể chiến đấu vượt hai cảnh giới không quá hiếm hoi hàng đống thiên kiêu có thể làm được nhưng trong thiên tôn có thể vượt cấp thì cho đến nay chỉ có lăng hàn và a à, phong vô định phong vô định cũng là như vậy đáng tiếc phong vô định đã chết thần hồn vỡ nát có đào mộ ra cũng vô dụng lăng hàn thấy đáng tiếc nếu kiếm được nhiều mật mã sinh mệnh hơn thì thực lực của hắn sẽ càng tiến bộ vì một vị diện cường đại tuy đẳng cấp khá quan trọng nhưng còn phải xem sinh mệnh trên đó tại sao chiến tranh vị diện đều phải tiêu diệt sinh linh trên vị diện trước lý do là đây thôi sau này tìm cách khác vậy lăng hàn nghĩ có lẽ khi hắn bước vào lục bộ thất bộ thì thần thức sẽ càng mạnh quét một cái bao gồm hết mọi sinh linh trong vị diện, dễ dàng quét hình một vòng. Tiếp theo chắc lão tặc phá nhạc sẽ tự mình ra tay. Lăng Hàn đưa nhóm Ninh Hải Tâm, Đại Hắc Cẩu rời đi, một mình hắn chờ phá nhạc thiên tôn đến. Lần này Lăng Hàn muốn đánh một trận đàng hoàng với phá nhạc, bùng nổ ký hiệu lục lưu ít ra có thể trấn áp đối phương một canh giờ. Tuy ngắn ngủi, không thể nào xử lý đối phương nhưng làm được như thế đã sướng tay rồi. Trước tiên thu chút lợi tức, có ngày Lăng Hàn sẽ trấn áp hết năm lão tặc thời gian qua hơi lâu, mãi đến 30 năm sau mới có một hơi thở mạnh mẽ ập đến. Bùm, nguyên khách điếm vỡ nát thành cho. Dù Lăng Hàn đã ra tay vẫn không thể ngăn cản, lực lượng của thất bộ quá mạnh. May mắn người trong khách điếm sớm bị Lăng Hàn đuổi ra ngoài nên không có quần chúng vô tội chết. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ trên bầu trời thản nhiên nói. Lão tặc phá nhạc, chờ ngươi lâu rồi. Phá nhạc thiên tôn đứng trên trời toát ra khí thế bá tuyệt thiên hạ, khiến trời phải cúi đầu. Quả nhiên là tiểu bối nhà ngươi. Phá nhạc thiên tôn nhìn thẳng lăng hàn, lòng tràn đầy cảm khái. Người trẻ tuổi này mới tu luyện được bao nhiêu năm mà sắp ngang hàng với lão rồi, phá nhạc hết sức khen tị. Dám đến quấy rối đạo tràng của bản tôn, người chán sống. Lăng hàn cười khẽ, năm lão già các ngươi không hiệu lực trong chiến trường vực ngoại mà chạy ra mở đạo tràng làm gì. Phá nhạc thiên tôn nói, liên quan gì ngươi, phá nhạc thiên tôn không ra tay vì biết không có cuồng loạn, hỗ trợ thì không thể phá phòng ngự của lăng hàn được tồn tại như phá nhạc thiên tôn sẽ không làm việc vô ích. Lăng Hàn dụ dỗ thì cứ nói ra, có ngại gì, không lẽ ngươi sợ. Phá nhạc thiên tôn cười khẩy nói, nực cười, dùng phép khích tướng với bản tôn. Thật ngây thơ, Lăng Hàn nhìn phá nhạc thiên tôn, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Năm xưa khi nguyên thế giới tan vỡ rõ ràng có lực lượng bí ẩn khắc những sinh mệnh vào người các ngươi, tại sao các ngươi che giấu chuyện này? Biểu tình của phá nhạc thiên tôn thay đổi, mắt bắn ra tia sáng sao ngươi biết được lang hàn cười nói ngươi nói ra thứ ta muốn biết thì ta sẽ cho ngươi biết phá nhạc thiên tôn trầm ngâm một lúc lạnh lùng cười nếu ngươi không rõ ràng tình huống vậy thì không có gì bản tôn cần biết dù ngươi biết chút vụn vặt nhỏ bé thì sao chẳng đáng gì lang hàn ngạc nhiên lão tặc này lấy đâu ra tự tin như vậy thôi được rồi không nói thì đánh lang hàn bỗng sông lên lão tặc nhịn ngươi lâu rồi lần này ta cố ý đến đánh ngươi Phá Nhạc Thiên Tôn phất tay áo, "Bản Tôn không rảnh phí thời gian với ngươi." Phá Nhạc Thiên Tôn đang định xé không gian rời đi, nhưng một cước bước vào chợt phát hiện kỳ lạ. Phá Nhạc Thiên Tôn vốn chỉ xé rách không gian nhưng bây giờ đã vào trong hư không. Dĩ nhiên là Lăng Hàn động tay chân, không đẩy đối phương vào hư không thì khi đánh nhau bọn họ gây ra phá hoại rất đáng sợ, sẽ phá hỏng huyền mạc vị diện nặng nề. Lăng Hàn không đi chiến trường vực ngoại nhưng hắn không thể làm vướng víu nguyên thế giới được phá nhạc thiên tôn định lao ra hư không, đánh nhau với lăng hàn thật vô nghĩa. Nhãi danh cút đi, lăng hàn cười to bảo, đã nói đánh người thì sao có thể nói không giữ lời. Ký hiệu lục lưu đều vận chuyển, lực lượng vị diệt điên cuồng dâng lên, lăng hàn thét giải đánh hướng phá nhạc. chương 3418, đây là nguyên nhân. Phá nhạc thiên tôn lười ngăn cản, định cứng rắn đỡ một khích của lăng hàn rồi rời đi. Nhưng bị Lăng Hàn đánh chúng làm phá nhạc thiên tôn bay thật xa trong hư không. Lăng Hàn đuổi theo, hai tay giang rộng rồi khép vào giữa lực lượng vô cùng ngưng tụ hóa thành thực chất hiện ra hai bàn tay một trái một phải vỗ mạnh vào phá nhạc thiên tôn bùm hư không chấn động phá nhạc thiên tôn bị đập dẹp như trang giấy lực lượng đỉnh thất bộ phóng lớn gấp ba lần rất kinh khủng nhưng thất bộ bất diệt không phải nói cho có phá nhạc thiên tôn bật người một cái đã phục hồi như cũ lão già tái mặt tóc dựng đứng mắt phun lửa thất bộ trí tôn cao cao tại thượng chỉ có chính mình quyết định sống chết của người gã đã bao giờ bị người nhục nhã như vậy? Lăng Hàn cười to bảo, lão tặc thấy sướng không? Không sướng cũng không sao, ta đã chuẩn bị rất nhiều đại chiêu cho ngươi. Dầu tóc phá nhạc thiên tôn dựng đứng rốt cuộc chịu tấn công Lăng Hàn. Nhãi danh, ngươi tìm cái chết, làm việc vô ích thì có sao, phá nhạc thiên tôn chỉ muốn hạ khúc tên khốn này. Bùm, nắm đấm phải của Lăng Hàn đánh nhau hất hai tay phá nhạc thiên tôn ra, sau đó đấm mạnh vào mặt đối phương phá nhạc thiên tôn lại bay lên văng ra xa với tốc độ siêu nhanh. Về sức mạnh thì phá nhạc thiên tôn không bằng lăng hàn, cách biệt rất lớn. Lăng hàn xảy bước đuổi theo, lão tặc trốn đi đâu, hai đấm như bão tố đổ ập vào phá nhạc thiên tôn. Phá nhạc thiên tôn hết sức đánh trả nhưng cách biệt lực lượng quá lớn, dù đã vận chuyển tổ hợp phù nhất lưu cũng không ích gì. Bùm 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 bùm, phá nhạc thiên tôn chỉ có nước bị đánh tơi bời. Sức mạnh của phá nhạc thiên tôn không tệ, có bị đánh thế nào cũng không tổn thương được dù lực lượng khủng bố đến nỗi đánh dẹp người phá nhạc thiên tôn nhưng dây sau sẽ phục hồi lại ngay. Lăng Hàn không định ngừng lại, càng đánh càng phấn khích. Đánh thất bộ trí tôn, còn là đỉnh thất bộ, cảm giác này chỉ có một chữ, sướng. Đánh đánh, con rùa già, cho người giết ta này. Bùm, lại một đấm trúng ngay má trái của phá nhạc thiên tôn. Như thế nào, thất bộ ghê gớm lắm sao? Bùm, một đấm đánh vào má phải của phá nhạc, đánh cho người phục này, lão quỷ. Bốp, một cước đá ngay trứng của phá nhạc. Phá nhạc thiên tôn trợn to mắt tràn ngập khó tin. Á, à, lão bị đá trúng trứng. Phá nhạc thiên tôn suýt tức điên, sao có người đánh kiểu gì lưu manh vậy? Ngươi là trí tôn có sức chiến đấu thất bộ. Đừng nói thất bộ, dù là tiên vương cũng không nên dùng chiêu hạ lưu như vậy. Tiếp theo ngươi còn chiêu gì? Khỉ trộm đào sao, nhục, quá nhục nhã. Phá nhạc thiên tôn tức giận la hét, tức run người, chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Không đàng hoàng gì hết, thật đáng ghét. Lăng Hàn rừng rưng nói, làm biểu tình đó làm chi, chưa đánh nát nó mà, phá nhạc thiên tôn hét to, thằng nhãi khốn kiếp, bản tôn muốn bầm thây ngươi ra. Phá nhạc thiên tôn bắt đầu dốc hết sức đánh trả, ong 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 ong, hơi thở xa xưa tang thương khuếch tán, cực kỳ kinh người. a, à, Lăng Hàn ngạc nhiên, lực lượng của phá nhạc thiên tôn tăng vọt gấp mấy lần. Chuyện này rất khó tin, vì số lượng vị diện cấp bậc hạ, cao đẳng phá nhạc thiên tôn vận chuyển không có thay đổi, Chất lượng cũng vậy, vẫn chỉ là mấy nhất lưu phù. Nếu trao đổi thì lực lượng của Phá Nhạc Thiên Tôn đã nhỏ bớt chứ không phải biến lớn. Nhưng tình huống hiện giờ thì khác, lực lượng của Phá Nhạc Thiên Tôn đã đến cực hạn bỗng tăng cao gấp mấy lần. Là bí pháp gì, nhưng đến trình độ như thất bộ có bí pháp nào có thể nâng cao lực lượng sao? Hơn nữa loại hơi thở này cho Lăng Hàn cảm giác khá quen thuộc. Lăng Hàn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Phá Nhạc Thiên Tôn đã mạnh mẽ phản công. Lăng Hàn khinh thường nói: chỉ đến thế là cùng lực lượng vị diện trong người hắn sôi trào sau khi lĩnh mộ mật mã sinh mệnh thì trên tất cả vị diện của hắn đã sinh ra sinh mệnh cấp thấp nhất thực vật một cọng thực vật lực lượng nhỏ bé vô cùng nhưng số lượng nhiều gom lại với nhau sẽ là lực lượng không thể bỏ qua bùm lang hàn đánh ra nắm đấm đấu cứng với phá nhạc thiên tôn hình thành sóng xung kích năng lượng bùm sóng năng lượng khuếch tán phá nhạc thiên tôn bị sóng năng lượng hất văng ra càng nhanh so về sức mạnh lang hàn đã có thể nghiền áp đối phương Lăng Hàn đuổi theo, rùa ra kia, đánh ngươi sướng tay luôn. Ngươi ác lắm mà, sao không ác nữa đi. Ngươi luôn cao cao tại thượng mà, bà nội nó, đạp mặt của ngươi cho hết cao ngạo. Thất bộ chó chết gì đó, thất bộ thì sao, cũng chỉ có nước bị ta đạp lên. Lăng Hàn không ngừng đá mặt phá nhạc thiên tôn, dùng sức mạnh đến nỗi mặt lão móc méo. Nhưng khí lực của thất bộ không hỏng, bị méo thì sao, chớp mắt phình trở lại ngay. Nhưng đối với phá nhạc thiên tôn là nhục nhã vô bờ bến, phá nhạc thiên tôn giống to danh con danh con phá nhạc thiên tôn bất chấp tất cả ong 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 ong, trong người phá nhạc thiên tôn vận chuyển bảy vị diện cái gì lăng hàn ngạc nhiên hèn gì mới rồi cảm giác đối phương phát ra hơi thở quen thuộc hóa ra là lực lượng vị diện nhưng sao phá nhạc thiên tôn có được bảy vị diện theo lăng hàn biết trừ đan điền được thất bộ mở mang ra bất cứ ai chỉ có thể chứa một vị diện trong người không ai có thể ngoại lệ a à, không có ví dụ như lăng hàn phong vô định Điều này chắc liên quan đến nguyên thế giới đời trước hoặc đời này, rất có thể vì đoàn sáng trong người lăng hàn. Trừ mật mã sinh mệnh ra còn có bí mật mà hắn chưa thể giải được. Nhưng phá nhạc bằng vào cái gì? Nếu phá nhạc có được bảy vị diện thì nên sớm vận chuyển mới đúng. Khoan đã, mắt lăng hàn hấp hái, hắn phát hiện trong bảy vị diện chỉ có một vị diện đến trình độ thượng cao đẳng là đã cực hạn. Không có kỳ ngộ cướp trời tạo đất thì dù là thất bộ cũng không thể thôi diễn vị diện đến siêu cao đẳng nếu không thì một thất bộ có sức mạnh của 10 thất bộ, mạnh đến nghiền áp phản cổ. Vấn đề là 6 vị diện của phá nhạc chỉ mới đến hạ cao đẳng. Nếu phá nhạc sớm tu ra 6 vị diện ngoại lệ vậy không biết đã tu bao nhiêu kỷ nguyên, lão nên sớm đẩy 6 vị diện đến đẳng cấp thượng cao đẳng mới đúng. Nếu phá nhạc thiên tôn gần đây mới tu ra một vị diện mới thì lẽ ra chỉ có một vị diện là ở dưới thượng cao đẳng. Bây giờ 6 vị diện đều là đẳng cấp hạ, tức là phá nhạc mới gần đây đột nhiên một hơi tu ra sáu vị diện sao có thể như vậy? mười 3419, đánh sướng, lăng hàn chỉ vị diện. Ha ha ha, lão tặc, người đột nhiên trở về từ chiến trường vực ngoại có phải vì muốn tu luyện sáu vị diện này? Phá nhạc thiên tôn quát to, không liên quan đến ngươi. Hai tay phá nhạc thiên tôn hóa búa khai thiên điên cuồng chém vào lăng hàn, một tay vụt qua, hư không như bị cắt thành hai nửa, vô cùng đáng sợ. Lăng hàn đánh qua một đấm, tìm đánh, bùm, phá nhạc thiên tôn lại bị đánh bay có thêm 6 vị diện thì sao? Đây chỉ là cấp bậc hạ cao đẳng, tương đương với có thêm 60 cường giả ngũ bộ hỗ trợ, đối với thất bộ có là gì? Dù đến thượng cao đẳng cũng chỉ đẩy đến lục bộ, ưm, ừ, khoảng 60 sức chiến đấu lục bộ đánh nhau, miễn cứng có thể tương đương thất bộ sơ kỳ. Bây giờ phá nhà thiên tôn hoàn toàn không thể đấu sức với Lăng Hàn. Lăng Hàn đuổi theo, hai đấm liên tục phung, để ta đoán xem, không chỉ con rùa già như ngươi còn có đám sung viêm đều đột nhiên vội vàng trở về từ chiến trường vực ngoại, không lẽ vì nguyên nhân này? Nhưng nếu có thể lĩnh ngộ bí pháp sáng tạo vị diện vậy chỉ sinh ra từng vị diện chứ không thể một đống. Hơn nữa năm người cùng nắm giữ năng lực này thì ta không tin. Bùm 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 bùm, Lăng Hàn đánh thêm cú đấm làm phá nhạc thiên tôn mệt mỏi chống đỡ. Lăng Hàn không đơn giản dùng đấm, chân cũng không rảnh rỗi liên tục đá trứng của phá nhạc thiên tôn. Phá nhạc thiên tôn biểu tình cực kỳ khó xem, nhất là bị Lăng Hàn đánh, quá nhục nhã, làm lão tức xì khói hai là vì Lăng Hàn suy đoán khiến lòng phá nhạc thiên tôn rung động. Lăng Hàn cười khẽ, mấy con rùa già các ngươi tuy đã đứng trên đỉnh thế giới nhưng sáng tạo vị diện vô duyên với các ngươi, nên chắc chắn không phải các ngươi ngộ ra cái gì mà là được cơ. Lăng Hàn chợt ngừng bật, trong lòng dâng lên một suy đoán to gan. Trong người phong vô định có một trăm vị diện, chắc không phải vị diện của các ngươi. Đều lấy từ chỗ của hắn đi. A, à, phá nhạc thiên tôn mắt lóe tia sáng sắc bén, quát to như sấm sét phun ra một thiên mâu màu tím đâm vào Lăng Hàn. Keng, lớp phòng ngự của Lăng Hàn bị đánh vỡ 39 tầng, khiến hắn hơi giật mình. Tuyệt chiêu này có chút mạnh, đáng tiếc không đủ để xé rách phòng ngự của Lăng Hàn. Như thế nào, bị ta nói chúng rồi. Lăng Hàn tuyệt đối không tin Phá Nhạc Thiên Tôn có thể đột nhiên ngộ ra cách sáng tạo vị diệt. Đây tuyệt đối không phải ngộ tính tốt là được, còn phải dựa vào thiên phú. Như Lăng Hàn nếu không phải trong người có đoàn sáng bí ẩn, đúng lúc gặp Ninh Hải Tâm, đoàn sáng của hai người có thể cộng minh mới phá giải mật mã sinh mệnh được. Phá nhạc thiên tôn dựa vào cái gì? Huống chi năm con rùa già này cùng lúc bùng nổ mộ tính, cùng lĩnh mộ cách sáng tạo vị diện. Sao có thể, nên phỏng đoán hợp lý nhất là năm con rùa già dùng thủ đoạn gì bắt lấy vị diện trên người phong vô định rồi chia nhau. Có 100 vị diện, 5 người chia thì mỗi người được 20 cái. Có lẽ bị hao tổn một chút nên thành 6 cái, hoặc nội bộ đánh nhau giành giật, phá nhạc thiên tôn chỉ cướp được 6 cái. Hoặc phá nhạc thiên tôn tạm thời chỉ có 6 vị diện hình thành sức chiến đấu. Lang Hàn lại giơ nắm đấm đánh qua, con rùa già, rốt cuộc các người đang mưu đổ cái gì. Phá nhạc thiên tôn tuy ăn cú đấm nhưng cười to bảo. Ha ha ha, nhãi danh, tầm nhìn hạn hẹp của ngươi làm sao biết cực hạn của thiên địa. Ngươi đã định trước sẽ cùng ánh sáng biến mất trong trời sau này. Lang Hàn nheo mắt nói, rùa già, có vẻ ngươi biết nhiều bí mật. Phá nhạc thiên tôn lạnh lùng nói, hừ, đừng hòng gài bản tôn, chỉ là mơ mộng viễn vông. Lăng Hàn thăm dò nhiều lần, nói bóng nói gió, nhưng phá nhạc thiên tôn sống nhiều năm như vậy đâu dễ mắc mưu. Lăng Hàn chỉ có thể tự mình phỏng đoán, căn cứ biểu tình của phá nhạc thiên tôn thay đổi để lần mò. Tuy không gài phá nhạc thiên tôn khai ra thứ gì thực chất được nhưng trọng điểm của Lăng Hàn không ở chỗ này. Lăng Hàn tìm đến đây vì đánh phá nhạc thiên tôn, vui vẻ là được. Bum 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 bùm. Trong thời hạn bùng nổ một canh giờ lăng hàn đánh phá nhạc thiên tôn, chút hết tức giận động lại không biết bao nhiêu năm ra ngoài. Khi một canh giờ qua đi, lăng hàn rút tay về, hắn hô tay nói. Lão thất phu, hôm nay đây thôi, lần sau tiếp tục. Ngươi còn muốn lần sau, phá nhạc thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển hết sức giết lại đây. Lăng hàn thắp sáng tất cả thất lưu phù, lực lượng gia cố gấp hai ngàn lần kinh khủng. Bùm 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 bùm, lăng hàn va chạm với phá nhạc, hắn vẫn chiếm ưu thế về sức mạnh nhưng không nghiền áp như vừa rồi. Với thân thể bất tử của phá nhạc thiên tôn thì khó bị chấn áp, Lăng Hàn chỉ hơi chiếm ưu thế. Lăng Hàn đánh ra nắm đấm đánh bay phá nhạc rồi quay đi. Lão tặc khỏi tiến, lần sau lại đến đánh ngươi. Phá nhạc thiên tôn nhanh chóng ngừng lại thế lùi, xông vào Lăng Hàn. Khốn nạn, phá nhạc thiên tôn đã tức điên, trên thế giới này chưa có ai đánh lão rồi còn sống. Lăng Hàn cười lớn, chỉ mấy bước hắn đã đến khe nứt hư không, một chân đạp ra ngoài. Đợi Phá Nhạc Thiên Tôn lao tới, Lăng Hàn lại một đấm đánh bay đối phương. Lăng Hàn vuốt bằng hư không, Phá Nhạc Thiên Tôn sẽ phải mất chút thời gian để tìm được lối ra. Lăng Hàn nhàn nhã rời đi, Phá Nhạc Thiên Tôn không thể theo sát hắn. Lăng Hàn và đám người hội hợp, khi biết hắn đánh Phá Nhạc Thiên Tôn một trận bầm dập thì mọi người liên tục la hay. Đại Hắc cầu Hào hứng hỏi, tiếp theo có phải đi tìm nhóm xung viêm không? Lão Tham hưng phấn nói, hoa hoa hoa, lại đi gỡ chiêu bài của họ nhìn bộ dạng của lão tham đâu giống như tiên dược lăng hàn trầm ngâm nói không tạm thời không đi chỗ sung viêm ta muốn ở lại tiếp tục đánh phá nhạc đánh đến khi nào phá nhạc bị ám ảnh tâm lý mọi người nhìn nhau cảm thấy lăng hàn hơi xấu xa vì sao ngươi chỉ chăm chăm nhằm vào một người không sợ đánh phá nhạc thiên tôn đến nghi ngờ đời người sao quả nhiên lăng hàn chờ những ký hiệu lục lưu bổ sung năng lượng xong lại đi tìm phá nhạc thiên tôn con rùa giả bế quan gần đạo tràng nên lăng hàn một đường đẩy núi lấp biển rất nhanh buộc phá nhạc thiên tôn đi ra kéo vào giữa hư không đánh bườm đầu chỉ một canh giờ lăng hàn đúng giờ nhàn nhã rời đi phá nhạc thiên tôn không thể ngăn cản lăng hàn tìm phá nhạc thiên tôn tổng cộng 7 lần cho đối phương no đòn 7 lần